Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm hạ sát Mục Nại để báo thù giúp thân sát Tiêu Phong mà hắn đang chiếm giữ, thì hắn cũng tiếp tục tu luyện ở ngọn núi thứ 7, nhưng vì Phong có đủ Long Linh Tệ nên chỉ được tu luyện có 15 ngày, vì thế hắn quyết định đi điều chế đan dược để bán, nhằm nhanh chóng kiếm thật nhiều Long Linh để nhanh chóng đột phá đấu thần. Bốp, vào lúc này, trong một động phủ, Mã Vũ đập mạnh bàn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người nói Mục Nại bị Tiêu Phong giết chết. Trước mặt Mã Vũ là một nam nhân với vẻ mặt tái nhợt, chính là kẻ trước đó đã đe dọa Tiêu Viêm tại ngọn núi thứ 7, giờ đây đến trước mặt Mã Vũ để tố cáo. Chính xác, và Tiêu Phong còn đốt cháy thi thể của Mục Nại thành tro bụi, vì vậy chúng ta không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ nào. Khi đó chúng ta đã gọi hộ vệ đến nhưng họ đều kiêng dè Trương Mỹ Diễm, nên đã để Tiêu Phong rời đi. Trên mặt Mã Vũ hiện lên vẻ không thể tin được. Nghe đến Trương Mỹ Diễm, Mã Vũ cũng khẽ nhíu mày nói, quả thật Trương Mỹ Diễm là một vấn đề khó nhằn. Tiêu Phong này rõ ràng có điều gì đó mờ ám, xem ra cần phải sớm xử lý hắn. Mã Vũ nhanh chóng tìm đến Trần Lệ, nhưng Trần Lệ cũng đã biết về việc Tiêu Phong giết chết Mục Nại. Dù sao đây cũng là tầng trọng thiên thứ 9, nơi mà những kẻ mạnh nhất chỉ có thể là đấu tiên, nếu đột phá lên đấu thần sẽ không thể tùy tiện đến tầng trọng thiên thứ 9, càng không thể tùy tiện giết người. Vì vậy cuộc tranh đoạt ở đây chủ yếu là giữa những đấu tiên 9 sao. Ở đây chỉ có một đấu thần duy nhất, chính là bản thân vị điện hạ của tầng trọng thiên thứ 9. Tuy nhiên hiện nay nàng đang bị trọng thương, và kim bảng đại điển sắp diễn ra, không chỉ riêng tầng trọng thiên thứ 9, mà cả đấu thần liên minh cũng giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Mọi người đều thèm khát vị trí của điện hạ, bởi trở thành điện hạ có nghĩa là trở thành thống lĩnh cao nhất của một tầng trời, nắm trong tay quyền lực và tài nguyên khổng lồ. Mục Nại chiến lực cũng không tệ, vậy mà lại bại dưới tay Tiêu Phong, quả thực là kỳ quái. Tuy nhiên có lẽ Tiêu Phong đã dùng một mưu kế nào đó để giành chiến thắng. Dù sao ta không đồng ý việc hành động lúc này để xử lý Tiêu Phong. Nếu Trương Mỹ Diễm của tầng trời thứ 8 nổi giận, ngươi và ta đều không phải là đối thủ của nàng. Dù khả năng nàng giết chúng ta không cao, nhưng ngươi và ta chắc chắn sẽ mất quyền tham gia kim bảng đại điển. Hơn nữa, mục tiêu của Tiêu Phong có vẻ cũng không đơn giản. Xem ra lần này hắn muốn tham gia tranh giành vị trí điện hạ giống như chúng ta. Việc hắn vào Linh Sơn của nguồn mạch để tu luyện rõ ràng là để tham gia vào cuộc chiến giành chức điện chủ. Nếu vậy chúng ta cứ để đến kim bảng đại điển rồi giải quyết hắn cũng chưa muộn. Thiên phú của hắn đã bị ta phá hủy bằng cổ độc, dù hắn có được kỳ ngộ lớn đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn mà đột phá lên đấu tiên 9 sao. Ta đã cảm nhận khí tức của hắn, hắn chỉ mới là bát tinh đấu tiên, nhưng có lẽ đã đạt đến hậu kỳ. Ta không lo hắn sẽ gây ra mối đe dọa gì cho anh trai của ta, chỉ là Tiêu Phong đột nhiên xuất hiện tính cách thay đổi lớn, dám đối đầu với chúng ta, vẻ mặt kẻ tiểu nhân đắc chí của hắn khiến ta khó chịu, chỉ muốn sớm xử lý hắn. Hừ, nếu không phải vì hắn là kẻ mà Trương Mỹ Diễm bao nuôi, ta đã tìm cớ để giết hắn rồi, chỉ cần đánh hắn sống dở chết dở, xem hắn còn dám khoe khoang nữa hay không. Nghĩ đến Tiêu Phong, ánh mắt Trần Lệ cũng lóe lên một tia lạnh lẽo. Quả thật, Tiêu Phong mà hắn biết trước đây gần như đã thay đổi hoàn toàn, nhưng từ khí tức trên người Tiêu Phong, Trần Lệ không cảm thấy có điều gì bất thường, thậm chí mùi trên người hắn cũng không thay đổi, nên Trần Lệ không nghi ngờ Tiêu Phong đã bị thay thế bởi người khác. Không cần lo lắng, Tiêu Phong không thể gây ra sóng gió gì, với những tài nguyên hắn có trong tay, không thể nào đột phá nhanh chóng trong thời gian ngắn. Hiện tại tạm thời cứ để hắn yên, đại ca của ngươi cũng đang ở giai đoạn quan trọng để đột phá. Hơn nữa, thực lực của ta chỉ còn một bước nữa là đột phá lên cửu tinh đấu tiên trung kỳ. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn tham gia kim bảng đại điển, ta nhất định sẽ đánh hắn trọng thương, sau đó ngươi muốn xử lý thế nào thì tùy. Trần Lệ cười nói, trong mắt hiện lên tia sát ý. Mã Vũ nghe vậy liền khẽ nhếch miệng, cảm thấy những lời Trần Lệ nói hoàn toàn có lý. Trên đường về động phủ, Tiêu Viêm rẽ vào Thiên Bảo Các, bởi dược liệu để luyện tụ nguyên bảo đan trong tay hắn hiện tại không đủ, nên hắn định đến đây để mua thêm một số dược liệu, tiện thể thăm dò thị trường. Tầng 1 của Thiên Bảo Các vẫn vô cùng náo nhiệt, đầy rẫy những người bán hàng, bày bán các loại kỳ vật. Tiêu Viêm chủ yếu để ý đến các loại đan dược, so với vũ khí và áo giáp, đan dược dường như được ưa chuộng hơn. Người mua đan dược không ngớt và Tiêu Viêm cũng hòa mình vào dòng người. Tiêu Viêm bước đến một quầy hàng, trên đó bày đầy các bình ngọc, dù được niêm phong vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của đan dược tỏa ra. Vị sư huynh này, huynh có đan dược giúp tăng tốc độ tu luyện không? Tất nhiên là có, nhưng đợt này tất cả đã được đặt mua hết, huynh cũng biết kim bảng đại điển sắp diễn ra, ai ai cũng muốn dốc hết sức, người đó trả lời. Tiêu Viêm nhìn qua vẻ mặt của người bán cũng đủ hiểu rằng hắn đang định chặt chém mình. Ta không thiếu tiền, Tiêu Viêm nói thẳng. Nghe vậy, người bán liền nở một nụ cười, rõ ràng Tiêu Viêm là người hiểu chuyện. Huynh cần bao nhiêu ngưng khí bảo đan, ngươi có bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Người bán hơi ngạc nhiên, sau đó vung tay áo, trước mặt hiện ra 5 bình ngọc, đây là hàng tốt cuối cùng của ta, còn 5 viên, một giá, 1.000 long linh tệ mỗi viên. Người bán nói thẳng giá, không ngờ đan dược này lại đắt đến thế. Tiêu Viêm giả vờ nhíu mày đứng dậy định bỏ đi, nhưng không ngờ vừa đứng lên, vài bóng người đã nhanh chóng tiến lại, cuối cùng 5 viên ngưng khí bảo đan được bán, với giá 1.200 long linh tệ mỗi viên. Người bán nhìn Tiêu Viêm cười lạnh, như muốn nói rằng Tiêu Viêm là một kẻ không biết điều. Tiêu Viêm nhướng mày, không ngờ bảo đan ngưng khí này lại được ưa chuộng đến vậy, thậm chí còn xảy ra tình trạng cung không đủ cầu. Theo lý mà nói, đấu thần liên minh rộng lớn này không nên thiếu đan dược mới đúng, sao lại xảy ra tình trạng cung không đủ cầu chứ? Khụ khụ, vị sư huynh này, đấu thần liên minh của chúng ta thiếu luyện dược sư đến thế sao? Tiêu Viêm thử thăm dò hỏi, người kia không hề tức giận, dù sao hắn cũng vừa kiếm được một món hời, ở đâu cũng thiếu luyện dược sư, trừ Thiên Cung linh dược ra, trong đấu thần liên minh luyện dược sư không ít, nhưng ở cửu trọng thiên có thể luyện chế bảo đan ngưng khí lại không nhiều, ít nhất cũng phải đạt tới thánh chi nhị phẩm.
nhu cầu bảo đan ngưng khí luôn rất cao, thêm vào đại hội kim bảng, nên đương nhiên giá sẽ cao hơn một chút. Tuy nhiên giá mà ta vừa báo cho ngươi đã là giá thấp nhất thị trường rồi, giờ ta thật sự hết hàng rồi, ngươi muốn mua ta cũng không có cách nào. Người kia nhún vai tưởng rằng Tiêu Viêm muốn mua đan dược, đa tạ, Tiêu Viêm xoay người định rời đi. Ê đợi đã, ta còn một viên cuối cùng ngươi có muốn không? Tiêu Viêm nhận lấy viên đan dược từ tay người kia rồi khẽ mỉm cười, rồi rút thẻ ra chuyển khoảng 1.200 đồng long linh tệ. Sư huynh Tiêu Phong, ngươi thật sự không nhớ ta sao? Người kia thấy ánh mắt Tiêu Viêm luôn nhìn mình như người lạ cuối cùng cũng mở miệng, nói không giấu gì ngươi. Sau trận chiến đó ta bị thương rất nặng, mất đi một phần ký ức, nên có một số chuyện và người ta không còn nhớ rõ nữa. Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng vội bịa một lời nói dối để lấp liếm. Thì ra là vậy, ta đã nghe nói về trận chiến đó. Sư huynh Tiêu Phong có thể sống sót thật sự là không dễ dàng gì. Nếu huynh đã không nhớ ta, thì hãy làm quen lại. Ta tên Cao Khải, là một luyện dược sư thánh chi nhị phẩm. Cao Khải, rất vui được làm quen lại. Đan dược ngưng khí trong tay ta đều đã bán hết rồi. Sư huynh Tiêu Phong đến sớm chút nữa thì ta còn có thể giữ lại một ít, thật sự xin lỗi. Tiêu Viêm liền phất tay nói, ta không thực sự cần bảo đan ngưng khí này. Cao Khải huynh không cần bận tâm, ta đến đây là để mua một số dược liệu. Dược liệu, sư huynh Tiêu Phong định luyện dược sao? Ừ, ta cũng định luyện chế bảo đan ngưng khí này. Tiêu Viêm gật đầu trả lời thẳng thắn, nghe vậy Cao Khải càng thêm kinh ngạc, mà những người ngồi bên cạnh Cao Khải khi nghe thấy lời Tiêu Viêm thì liền bật cười khẩy. Ai cũng biết bảo đan ngưng khí thuộc thánh chi nhị phẩm, phẩm cấp này không hề thấp, ít nhất ở cửu trọng thiên cũng không có nhiều người có thể luyện chế ra. Vì thế địa vị của luyện dược sư trong cửu trọng thiên đặc biệt cao, luyện dược sư có thể luyện chế ra bảo đan ngưng khí lại càng được kính trọng. Mặt của Tiêu Viêm quá lạ, các luyện dược sư khác nghe lời hắn nói đều cười nhạo. Sư huynh Tiêu Phong giờ đã là luyện dược sư thánh chi nhị phẩm rồi sao? Tiêu Viêm lắc đầu, không, ta có một người bạn luyện dược sư, người đó có thể giúp ta luyện chế, nhưng tiền mua nguyên liệu vẫn phải do ta tự lo, vì thế ta mới tới đây mua dược liệu. Thì ra là vậy, vậy để ta dẫn sư huynh Tiêu Phong đi mua, dù sao ta cũng quen thuộc nơi này có thể giúp huynh tiết kiệm được không ít long linh tệ. Nói xong Cao Khải liền nhanh chóng thu dọn gian hàng của mình. Nói rồi Cao Khải dẫn Tiêu Viêm đi giữa các gian hàng. Dược liệu ở đây tất nhiên rẻ hơn so với trong Thiên Bảo Các. Sư huynh Tiêu Phong cần bao nhiêu phần dược liệu? Lấy trước 100 phần đi, 100 phần. Cao Khải lập tức vô cùng kinh ngạc vì con số này quả thực rất lớn. Sư huynh Tiêu Phong, 100 phần, ngay cả ta một năm cũng chỉ luyện chế 30 mấy viên. 100 phần quả thật quá nhiều, hơn nữa giá cũng không hề rẻ. Ít nhất cần 2 vạn long linh tệ, sư huynh Tiêu Phong có đủ tiền không? Đúng vậy, chính là 100 phần, ta dùng không hết thì có thể bán mà. Vậy được thôi, Tiêu Viêm lại lấy ra 20 tỷ tiên nguyên khí đan, đổi được 2 vạn long linh tệ, cộng với 9.000 ban đầu. Trong thẻ của Tiêu Viêm hiện có 29.000 long linh tệ. Khi Cao Khải nhìn thấy con số này, mắt hắn lập tức hiện lên ánh sáng. Sư huynh Tiêu Phong, huynh khi nào mà giàu đến vậy? Cao Khải kinh ngạc thốt lên. Thực ra 2 vạn long linh tệ đối với Cao Khải không phải là nhiều. Dù sao hắn cũng là một luyện dược sư, kiếm long linh tệ không phải việc khó khăn. À, lần chiến đấu vừa rồi cũng thu được chút thành quả, nhưng bấy nhiêu long linh tệ vẫn chưa đủ để phục vụ cho việc tu luyện. Sau khi giúp Tiêu Viêm mua xong dược liệu, Cao Khải mới tiễn hắn rời đi. Tiêu Viêm không hề biết Tiêu Phong từng cứu Cao Khải một lần, và có lẽ Cao Khải cũng là người duy nhất trong đấu thần liên minh thật lòng đối đãi với Tiêu Phong. Sau khi trở về động phủ, Tiêu Viêm bắt đầu chuẩn bị luyện chế bảo đan ngưng khí, nhưng phương pháp luyện đan của hắn có chút khác biệt, tên là tụ nguyên bảo đan. Mặc dù nguyên liệu khá tương đồng, nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt nhỏ. Khi mua dược liệu, Tiêu Viêm cũng mua thêm một số dược liệu khác, tụ nguyên bảo đan này chắc cũng không khó lắm. Tiêu Viêm nhanh chóng luyện chế tụ nguyên bảo đan, sau 2 tháng hắn đã chế tạo thành công 90 viên, chỉ thất bại 10 viên, một tỷ lệ thành công rất ấn tượng. Không biết hiệu quả của tụ nguyên bảo đan của ta so với bảo đan ngưng khí thế nào. Tiêu Viêm cầm 2 bình đan dược lên, một là bảo đan ngưng khí mua từ Cao Khải, và một là tụ nguyên bảo đan mà hắn đã luyện chế trong 2 tháng. Cả 2 viên đan đều tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng hiệu quả cụ thể vẫn cần phải được Tiêu Viêm kiểm chứng. Hình bóng Tiêu Viêm biến mất khỏi động phủ và xuất hiện trên ngọn núi Linh Mạch, lần này là ngọn núi thứ 7. Trên đỉnh núi đã có nhiều người đang ngồi, trong đó có những kẻ từng là tay sai của Mục Nại. Sự xuất hiện của Tiêu Viêm khiến những người ngồi trên đỉnh núi vội vã rút lui, nhường chỗ cho hắn một hàng ghế trống. Tiêu Viêm khẽ cười rồi đi thẳng đến đỉnh ngọn núi thứ 7, ngồi xuống và chờ đợi ngọn núi phun ra nguồn khí. Chỉ sau nửa khắc, ngọn núi phun nguồn khí bùng nổ, một đám mây khí tràn ra. Tiêu Viêm mở miệng nuốt ngay viên bảo đan ngưng khí mà hắn đã mua từ Cao Khải. Ngay lập tức, đan dược trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu tan chảy. Tại đan điền của hắn xuất hiện một cơn lốc xoáy, hút nguồn khí xung quanh một cách mãnh liệt vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Khi hiệu quả của bảo đan ngưng khí biến mất, Tiêu Viêm mới lấy tụ nguyên bảo đan của mình ra và nuốt vào. Ngay lập tức Tiêu Viêm cảm nhận rõ ràng tại đan điền của mình hình thành 2 cơn lốc xoáy. Bên ngoài cơ thể hắn, lượng khí tạo thành một đám mây lớn, nhưng do tốc độ hấp thu nhanh chóng của Tiêu Viêm, đám khí ấy xoáy tròn tạo thành lốc xoáy và Tiêu Viêm ngồi ở trung tâm của nó. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt. Họ nhìn thấy nguồn khí xung quanh đang bị Tiêu Viêm hút về phía hắn với tốc độ khủng khiếp. Sau một lúc, Tiêu Viêm từ từ mở mắt, và khi đó toàn bộ khu vực xung quanh ngọn núi thứ 7 trở nên trong suốt, lượng khí trước đó dày đặc giờ đây đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn những bóng người ngồi đó mắt nhìn Tiêu Viêm đầy kinh hãi. Trong thời gian Tiêu Viêm tu luyện, ngọn núi đã phun nguồn khí 2 lần, nhưng cả 2 lần Tiêu Viêm như một hố không đáy hút cạn kiệt toàn bộ nguồn khí phun ra, khiến những người xung quanh chỉ có thể hấp thu chút ít còn sót lại. Không ngờ tụ nguyên bảo đan của ta có hiệu quả mạnh hơn, bảo đan ngưng khí tận một nửa, chắc hẳn có thể bán với giá tốt đây. Tiêu Viêm mỉm cười ánh mắt lấp lánh suy nghĩ. Tiêu Viêm có tổng cộng 90 viên,
hắn chỉ cần giữ lại 40 viên làm dự trữ cho bản thân, còn 50 viên còn lại sẽ được bán, về giá cả nhất định phải cao hơn bảo đan ngưng khí một chút mới được. Lão sư huynh, vừa rồi huynh sử dụng đan dược có phải là bảo đan ngưng khí không? Một người tiến tới chắp tay cúi chào rồi hỏi thẳng Tiêu Viêm. Không phải, bảo đan ngưng khí không có tác dụng mạnh như vậy. Quả nhiên là vậy. Sư huynh có thể cho ta biết nơi nào có thể mua đan dược mà huynh vừa dùng không? Ngươi muốn mua sao? Nếu sư huynh có thể cho ta biết nơi mua thì quá tốt. Tiêu Viêm giơ tay lên, lập tức xuất hiện 10 bình đan dược. Những người xung quanh thấy Tiêu Viêm lấy ra bình ngọc liền không thể ngồi yên nữa, tất cả đều vây quanh. Đây là tụ nguyên bảo đan, nhưng hôm nay ta chỉ bán giới hạn 10 bình, giá 1.500 long linh tệ mỗi bình, hiệu quả gấp đôi so với bảo đan ngưng khí. Tiêu Viêm nói chậm rãi, mọi người nghe xong liền nhìn nhau ánh mắt đầy hoài nghi. Không tin à? Không tin thì thôi. Tiêu Viêm lập tức làm động tác như muốn cất hết đan dược đi, chuẩn bị rời đi. Khoan đã, ta mua một viên. Ngay lúc đó người vừa hỏi chuyện nhanh chóng lên tiếng, mắt lóe lên sự quyết tâm, người đó liền chuyển khoảng ngay 1.500 long linh tệ cho Tiêu Viêm, và số dư trong thẻ của Tiêu Viêm từ 9.000 tăng lên 10.500. Tiêu Viêm mỉm cười giơ tay và ném một bình ngọc cho người kia. Sau khi nhận bình, người này ngồi xuống để thử ngay tác dụng của viên tụ nguyên bảo đan. Tiêu Viêm không vội vã nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau những người xung quanh lại tụ tập quanh Tiêu Viêm, ai nấy đều tràn đầy hưng phấn, trên tay cầm sẵn thẻ muốn mua tụ nguyên bảo đan từ Tiêu Viêm. Người đầu tiên mua tụ nguyên bảo đan từ Tiêu Viêm đang như vừa rồi, xung quanh hắn nguồn khí xoáy tròn tạo thành lốc, hấp thụ nguồn khí nhanh chóng. Cảnh tượng này chứng minh rằng lời Tiêu Viêm nói hoàn toàn chính xác, hiệu quả của tụ nguyên bảo đan thực sự mạnh hơn gấp đôi so với bảo đan ngưng khí. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nhìn đám đông xung quanh rồi chậm rãi nói, lần này số lượng có hạn nên ai trả giá cao hơn sẽ được mua. Vừa dứt lời, khuôn mặt mọi người lộ vẻ khó xử, nhưng dù sao những người có thể tu luyện ở đây đều không phải kẻ nghèo khó, 1-2.000 long linh tệ vẫn có thể chi trả được. Ta ra giá 1.600, ta ra 1.600 năm, ta ra 1.700. Ngay lập tức tình hình trở nên khó kiểm soát khi giá cả liên tục leo thang, mặt ai cũng đỏ bừng vì hưng phấn. Nếu tính ra hai viên bảo đan ngưng khí của Trần Lệ mới bằng một viên tụ nguyên bảo đan của Tiêu Viêm về hiệu quả, mà hai viên tụ nguyên bảo đan sẽ tốn 3.000 long linh tệ, nên giá dưới 3.000 cho một viên tụ nguyên bảo đan của Tiêu Viêm là hoàn toàn có lợi. Hơn nữa giá bảo đan ngưng khí của Trần Lệ thường tăng cao ở giai đoạn sau, có khi lên tới 3.000 long linh tệ một viên, vì vậy tụ nguyên bảo đan của Tiêu Viêm rõ ràng có lợi thế hơn. Chư vị đừng nóng, hôm nay ta có thể cung cấp cho mỗi người một viên, giá sẽ là 2.000 long linh tệ một viên. Như câu nói, nhiều bạn nhiều đường đi, nếu sau này mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau, giá sẽ còn ưu đãi hơn nữa. Tiêu Viêm nheo mắt cười nói, trong đấu thần liên minh, sự tin tưởng giữa người với người hầu như không tồn tại. Nhưng trong tình huống này, nếu Tiêu Viêm có thể xây dựng một mạng lưới quan hệ, thì đó sẽ là một lợi thế lớn, ít nhất là không còn bị cô lập như hiện tại. Cuối cùng có tổng cộng 30 người, và Tiêu Viêm bán ra 30 viên tụ nguyên bảo đan, thu về tổng cộng 45.000 long linh tệ, cộng với số dư ban đầu là 9.000, Tiêu Viêm hiện có tổng cộng 54.000 long linh tệ trong thẻ. Nhìn vào số dư, Tiêu Viêm không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện. Những kẻ từng là tay sai của Mục Nại đã sớm thay đổi thái độ, vì Mục Nại đã chết và tụ nguyên bảo đan trong tay Tiêu Viêm khiến họ quên đi mối hận. Trong thế giới bị chi phối bởi lợi ích, Mục Nại cũng từng cung cấp cho họ một số lợi lộc, nhưng giờ khi Mục Nại đã chết, mối liên kết giữa họ và Mục Nại cũng không còn. 15 ngày trôi qua rất nhanh, Tiêu Viêm lại tìm đến Cao Khải và mua thêm 100 phần dược liệu để luyện chế tụ nguyên bảo đan. Dĩ nhiên Tiêu Viêm chọn những dược liệu thuộc loại hạ đẳng, nhưng ngay cả như vậy, tụ nguyên bảo đan do hắn luyện chế vẫn có hiệu quả bằng một nửa so với bảo đan ngưng khí. Những người đã mua tụ nguyên bảo đan từ tay Tiêu Viêm hơn 30 người, rất nhanh đã truyền tin này ra khắp nơi, bởi vì cửu trọng thiên quá rộng lớn, việc tìm kiếm một người cụ thể là vô cùng khó khăn, vì vậy đa số mọi người đều tập trung chờ đợi Tiêu Viêm xuất hiện tại ngọn núi linh mạch thứ 7. Trong khi đó, Tiêu Viêm đã dành thêm một tháng để luyện chế thêm 100 viên tụ nguyên bảo đan. Sau khi mua dược liệu, số tiền trong thẻ của Tiêu Viêm còn lại chỉ khoảng 24.000 long linh tệ. Lần này, hắn dự định bán hết cả 100 viên mới luyện và 20 viên còn lại từ lần trước để có đủ long linh tệ phục vụ cho việc tu luyện. Thậm chí, Tiêu Viêm dự đoán rằng mình sẽ có dư một khoản lớn. Một tháng sau, trên đỉnh núi phun nguồn khí thứ 7, gần cả trăm người đã tụ tập. Nhiều người là những nhân vật có danh tiếng tại Cửu Trọng Thiên và họ đều không thiếu tiền. Những người đã chờ đợi từ lâu, cuối cùng thấy Tiêu Viêm xuất hiện trên đỉnh núi phun nguồn khí thứ 7. Ngay khi Tiêu Viêm xuất hiện, không khí xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Tiêu Viêm cũng bị choáng ngợp trước cảnh tượng hàng trăm người đang chờ mình. Hắn không ngờ rằng chỉ 30 người đã nhanh chóng truyền tin này rộng khắp. Sư huynh, ta trả 2.500 mua 10 viên, ta trả 3.000 mua 20 viên, ta trả 3.500, ta muốn mua tất cả. Cả hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Tiếng la hét khiến Tiêu Viêm cảm thấy như có hàng trăm con ruồi đang vo ve bên tai. Sau khi tiếng ồn dịu đi đôi chút, Tiêu Viêm đứng trên đỉnh núi ổn định lại không khí sôi động của đám đông, rồi từ từ nói, mọi người đừng vội, hôm nay ta đảm bảo mỗi người sẽ mua được ít nhất một viên. Số lượng có hạn, thời gian cũng có hạn, nên hôm nay chỉ có 120 viên, mỗi người tối đa mua được 5 viên. Theo quy tắc đấu giá, ai trả giá cao hơn sẽ được. Tiêu Viêm lấy ra 5 bình tụ nguyên bảo đan, ngay lập tức đám đông lại bùng nổ. Giá cả nhanh chóng leo thang, từ 1 vạn tăng lên 1 vạn rưỡi. Cuối cùng, 5 bình được bán với giá 1.800.000 long linh tệ. Sau đó giá cả tiếp tục tăng, nhưng hầu hết các giao dịch đều diễn ra với giá khoảng 2 vạn long linh tệ cho mỗi 5 bình. Sau khi tiêu tốn một chút thời gian, toàn bộ 120 viên tụ nguyên bảo đan đã được bán hết. Những người mua đều vui vẻ vì đây là những người có tiền và không ngại chi trả. Sau khi tất cả đã rời đi, Tiêu Viêm lấy thẻ của mình ra,
Lúc này số dư trong thẻ của hắn đã lên đến 41 vạn long linh tệ, Tiêu Viêm từ một kẻ nghèo khó đã trở thành một đại gia. Giờ đây, việc sở hữu một động phủ loại 1 và trong mấy em sinh tươi hầu hạ vào mỗi tối cũng chẳng còn là vấn đề với hắn nữa. Sau khi bán xong đan dược, Tiêu Viêm đội mũ áo khoác để che mặt, hắn quyết định sẽ tranh thủ đột phá trước khi đại hội kim bảng diễn ra. Tiêu Viêm đi đến chân núi Linh Mạch và trực tiếp nộp 2 vạn long linh tệ, đủ để ở lại Linh Mạch Sơn trong suốt 1 năm. Hắn dự định sẽ ở lại đây tu luyện trong năm tới, lần này hắn có đủ thời gian để tu luyện trong Linh Mạch Sơn. Tiêu Viêm đội mũ áo khoác để không ai nhận ra hắn. Việc bán tụ nguyên bảo đan lần này đủ để làm cho cái tên Tiêu Phong trở nên nổi tiếng khắp cửu trọng thiên. Tiêu Viêm không ngừng lại, tiếp tục leo lên ngọn núi phun nguồn khí thứ 8. Ngọn núi thứ 8 cao chót vót và ngọn núi thứ 9 thậm chí còn hùng vĩ hơn, với những đám mây khí dày đặc xoay quanh đỉnh núi. Trong khi Tiêu Viêm đang leo núi, tại thành cổ ngoài Linh Mạch Sơn, Thiên Bảo Các đã trở nên náo động. Tụ nguyên bảo đan đã xuất hiện ở Thiên Bảo Các, và một số người mua từ Tiêu Viêm đã bắt đầu bán lại với giá cao hơn, vì Tiêu Viêm chỉ bán ra 120 viên tụ nguyên bảo đan, nên chúng trở nên vô cùng khan hiếm, giá nhanh chóng bị đẩy lên 5.000 long linh tệ một viên. Điều này khiến các luyện dược sư tại cửu trọng thiên cảm thấy khó chịu, vì nhiều người trong số họ sống nhờ vào việc bán bảo đan ngưng khí. Sự xuất hiện của tụ nguyên bảo đan rõ ràng đã ảnh hưởng đến thị trường đan dược, tăng cường tốc độ tu luyện. Trong một động phủ, bầu không khí nặng nề. Có khoảng mười mấy người, tất cả đều mang vẻ mặt u ám. Rốt cuộc ai đã luyện chế ra loại đan dược này? Một giọng nói đầy giận dữ vang lên trong động phủ. Viên đan này được gọi là tụ nguyên bảo đan, dựa trên kỹ thuật luyện chế, người luyện ra đan này ít nhất phải là một luyện dược sư thánh chi nhị phẩm, kỹ thuật rất thành thạo. Trên bàn trước mặt mọi người có một viên tụ nguyên bảo đan do Tiêu Viêm luyện chế. Ta đã nghiên cứu viên đan này, xét về dược liệu thì không khác biệt nhiều so với bảo đan ngưng khí. Điểm mấu chốt là ở thứ tự luyện chế và một số kỹ thuật mà chúng ta chưa biết. Chính vì vậy, tụ nguyên bảo đan mới có hiệu quả vượt trội như vậy so với bảo đan ngưng khí của chúng ta. Sự xuất hiện của tụ nguyên bảo đan đã gây ra tác động nghiêm trọng đến doanh số bảo đan ngưng khí của chúng ta. Tuy nhiên may mắn là số lượng đan này xuất hiện rất ít, nên cơn bão này có thể chỉ thoáng qua. Nhưng nếu kẻ này tiếp tục bán ra, chúng ta không thể ngồi yên nữa. Những người trong động phủ đều là các luyện dược sư, và sự xuất hiện của tụ nguyên bảo đan đã ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Vì vậy họ đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp này tại cửu trọng thiên. Chúng ta phải nhanh chóng truy tìm kẻ đã luyện chế ra đan dược này, nếu không, về lâu dài tất cả chúng ta sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Sau khi nói xong, tất cả ánh mắt đều dồn về một người, đó là Trần Lệ, là luyện dược sư có danh tiếng, địa vị và thực lực cao nhất trong nhóm. Trần Lệ luôn là người được tất cả các luyện dược sư khác nhìn vào khi có sự cố. Chưa tìm ra kẻ bán đan dược này sao? Trần Lệ nhìn vào viên tụ nguyên bảo đan cao mày hỏi. Nghe vậy, các luyện dược sư nhìn nhau rồi lắc đầu. Ta đã hỏi những người mua đan dược này, nhưng tất cả đều giữ kín miệng và không tiết lộ tên người bán. Rõ ràng kẻ luyện ra tụ nguyên bảo đan rất cẩn thận, có thể cung cấp đan dược lâu dài nên những người này đều giữ bí mật. Một luyện dược sư chậm rãi nói. Trần Lệ không thể hiện cảm xúc, khó đoán được suy nghĩ của hắn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn trong khi ánh mắt dán chặt vào viên tụ nguyên bảo đan. Nếu chúng ta đã có viên đan này, thì ta chắc chắn có thể nghiên cứu ra cách luyện chế. Mọi người hãy bình tĩnh. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ giải mã phương pháp luyện chế này và chia sẻ với mọi người. Ta chỉ mong rằng kẻ luyện chế ra đan dược này không phải là một trong các ngươi. Nếu để ta biết, chắc các ngươi cũng hiểu hậu quả sẽ thế nào. Trần Lệ nói chậm rãi, nhưng cuối câu giọng nói của hắn ngập tràn sự đe dọa. Mười mấy luyện dược sư sắc mặt trở nên nghiêm trọng, tất cả đều cúi đầu chắp tay. Chúng ta sẽ không làm điều gì gây tổn hại đến lợi ích chung. Xin nhờ vào sư huynh Trần Lệ, từng luyện dược sư một điều thề thốt. Được rồi, các ngươi lui đi, ta sẽ nhanh chóng giải mã viên đan này. Trần Lệ nhẹ nhàng cầm viên tụ nguyên bảo đan lên, đưa lên tay ngửi mùi hương đậm đặc, nhưng đôi mày của hắn vẫn nhíu chặt không giãn ra. Trên núi Linh Mạch, ngọn núi phun nguồn khí thứ 8, Tiêu Viêm với những bước chân nặng nề đã gần tới đỉnh núi. Từ xa hắn đã thấy một bóng người đang ngồi thiền trên đỉnh. Ở ngọn núi phun nguồn khí thứ 8 này chỉ có duy nhất một người, điều này khiến Tiêu Viêm cảm thấy có chút bất ngờ. Chưa kịp leo lên đỉnh, Tiêu Viêm đã cảm nhận được nồng độ khí ở ngọn núi này hoàn toàn vượt xa ngọn núi phun nguồn khí thứ 7. Tiêu Viêm tiến thẳng tới đỉnh núi, hắn nhanh chóng nhận ra khí tức của người này mạnh hơn cả mình. Người này có đôi lông mày kiếm và đôi mắt sáng. Tiêu Viêm cảm thấy khuôn mặt của hắn rất quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Kính thưa sư huynh, xin hãy lùi ra xa ta 50 trượng để tránh gây bất hòa giữa chúng ta. Khi Tiêu Viêm chuẩn bị ngồi xuống bồ đoàn trên đỉnh núi, giọng nói của người đang ngồi thiền chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm nhìn quanh một lượt rồi nói với vẻ không hiểu. Ở đây chỉ có mình sư huynh, thêm ta chắc không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của huynh đâu. Nghe vậy, bóng người kia khẽ giật mình, sau đó từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào Tiêu Viêm. Ánh mắt của Tiêu Viêm và người này chạm nhau trong không trung. Mặc dù Tiêu Viêm đang đội mũ và không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt sáng rực ẩn dưới chiếc áo choàng của hắn khiến người kia chú ý. Ngươi là đệ tử mới? Người kia hỏi. Cũng không hẳn, ta đã ở cửu trọng thiên một thời gian. Nếu vậy, ngươi hẳn phải biết ta chứ. Xin lỗi, ta thường xuyên ở bên ngoài, không quen thuộc với sư huynh. Ha ha ha, không biết ta sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên rời xa nơi này 50 trượng, ta sẽ không truy cứu. Người kia cười nhạt, giọng nói giờ đã lạnh lùng. Tiêu Viêm không để ý, tự tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống, trong giọng nói có chút thách thức. Ở đây đâu có để tên ngươi, ngươi bảo ta rời đi thì ta phải rời đi sao? Chẳng phải mất mặt quá à? Nghe vậy, người kia lập tức nheo mắt lại, khí tức của một cửu tinh đấu tiên hậu kỳ từ hắn bùng phát mạnh mẽ, muốn ép Tiêu Viêm khuất phục. Nhóc con, ngươi chắc hẳn phải biết về bảng xếp hạng thực lực chứ? Nếu biết, cái tên Mã Long Minh hẳn không xa lạ với ngươi. Người kia trầm giọng nói, trong lời nói mang theo sự giận dữ. Nghe thấy cái tên Mã Long Minh, Tiêu Viêm đã cảm thấy người này trông quen thuộc. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới nhận ra,
Người này rất giống với kẻ từng tranh giành với hắn khi Tiêu Viêm mua động phủ loại 1 ở Thiên Bảo Các, người này cũng mang họ Mã. Nếu đoán không sai thì đây chính là anh trai mà Mã Vũ từng nhắc đến. Nhìn qua, hai người có chút tương đồng về ngoại hình, chắc chắn là hai anh em. Mã Long Minh, ta không biết ngươi, nhưng ta và Mã Vũ là huynh đệ tốt. Nghe thấy Tiêu Viêm nhắc đến Mã Vũ, khuôn mặt của Mã Long Minh thoáng giật mình. Ngươi quen biết Mã Vũ, không chỉ quen biết, chúng ta còn là huynh đệ tốt, bạn bè thân thiết. Tiêu Viêm định thử đánh lừa để tránh một cuộc chiến không cần thiết, đặc biệt là khi thời gian không cho phép. Lúc này việc đánh nhau sẽ không phải là quyết định khôn ngoan. Mã Vũ, tên phế vật đó chắc chắn đã mượn danh ta mà đi khoe khoang khắp nơi, nhưng ngươi đừng mong dùng tên của một phế vật như hắn để ở lại đây, nếu hắn còn tiếp tục như vậy, ta sẽ sớm kết liễu hắn. Lời nói của Mã Long Minh đầy tức giận không hề có dấu hiệu đùa cợt, nhìn thái độ của Mã Long Minh, Tiêu Viêm thật sự không thể tin được rằng hai người này là anh em ruột. Chuyện đó là việc của ngươi không liên quan đến ta, ta chỉ muốn yên tĩnh tu luyện ở đây, thế thôi. Nhóc con, ta không biết ngươi là ai, dù ngươi có giấu giếm thực lực, nhưng với cùng cấp độ cửu tinh, ngươi không thể là đối thủ của ta. Đại hội kim bảng sắp đến, ta và ngươi đều không muốn gây xung đột. Nếu ngươi thông minh hãy lui ra xa 50 trượng, nếu ngươi cố tình ở lại đây, ta cũng không ngại ra tay loại bỏ ngươi trước, loại bớt một đối thủ cạnh tranh. Mã Long Minh trầm giọng nói mang theo sự giận dữ, ta nói nếu ta cũng vô địch trong hàng ngũ cửu tinh đấu tiên thì sao? Tiếng nói của Tiêu Viêm vang lên từ dưới lớp áo choàng kèm theo một nụ cười. Ha ha ha, thật có khí phách, ngươi có thể ở lại đây, nhưng ngươi có dám cởi bỏ chiếc mũ áo choàng kia không? Để ta xem thử xem ngươi là ai mà dám lớn tiếng như vậy. Mã Long Minh cười lớn nhưng trên trán đã nổi gân xanh, ánh mắt như muốn xuyên thủng Tiêu Viêm. Ngay khi Mã Long Minh dứt lời, Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên gỡ bỏ chiếc mũ trên đầu, để lộ ra khuôn mặt hiền lành vô hại. Khuôn mặt của Tiêu Phong vốn mang lại cảm giác yếu đuối, nhưng sự yếu đuối này xuất phát từ bản chất bên trong. Tuy nhiên dù khuôn mặt Tiêu Phong có vẻ yếu đuối, ánh mắt và khí chất của Tiêu Viêm lại toát lên sự kiên định sắc bén như lưỡi kiếm. Ha ha ha, tiếng cười cuồng loạn của Mã Long Minh vang vọng khắp đỉnh núi phun nguồn khí thứ 8. Phải một lúc sau Mã Long Minh mới dừng tiếng cười, đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, tỏa ra sự lạnh lùng và hung ác. Hắn nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Phong, gan ngươi thật lớn, ai đã cho ngươi cái gan dám tỏ vẻ bí ẩn trước mặt ta? Mã Long Minh giận dữ quát, chắc chắn không phải ngươi. Tiêu Viêm đáp nhẹ nhàng, Tiêu Phong, ngươi đang tìm cái chết, nếu muốn chiến thì chiến, bớt nói nhảm đi. Tiêu Viêm khẽ cau mày giọng điệu đầy khó chịu, bùm, ngay lập tức, khí thế của Mã Long Minh bùng nổ bao trùm lấy Tiêu Viêm với áp lực mạnh mẽ. Trên không trung, một bàn tay khổng lồ xuất hiện lao thẳng xuống đầu Tiêu Viêm, gió cuốn quanh thổi bay tà áo của Tiêu Viêm, nhưng hắn vẫn không hề nhấc mắt lên nhìn. Thấy cảnh đó, Mã Long Minh càng thêm giận dữ, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình, ít nhất lần này đừng hòng tham gia đại hội kim bảng. Mã Long Minh đứng dậy nhìn về phía Tiêu Viêm đang ngồi thiền, ánh mắt đầy sát khí, khóe miệng Mã Long Minh hiện lên một nụ cười lạnh lẽo đầy hung ác, bàn tay khổng lồ trên đầu Tiêu Viêm đang lao xuống, bùm, nhưng ngay khi Mã Long Minh nghĩ rằng Tiêu Viêm không thể chịu nổi đòn đánh này, thì bàn tay khổng lồ đột nhiên xoắn lại trong không trung, như thể bị một lực lượng mạnh mẽ ép buộc, nó tiếp tục co lại cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh và biến mất trong không trung. Ngay lập tức nụ cười trên môi Mã Long Minh cứng đờ lại, Mã Long Minh im lặng một lúc, sau đó nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt, thú vị thật, ngươi trở nên mạnh hơn rồi, không ngạc nhiên khi dám tỏ vẻ trước mặt ta. Ban đầu ta chỉ định đánh cho ngươi bị thương nặng, nhưng bây giờ có vẻ ngươi muốn chết. Nói đến đây, khuôn mặt Mã Long Minh hoàn toàn tối sầm lại, khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ hắn khiến người khác cảm thấy kinh hãi, bầu không khí xung quanh ngay lập tức trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Rõ ràng Mã Long Minh không ngờ Tiêu Phong lại mạnh đến mức có thể dễ dàng phá vỡ đòn tấn công của hắn. Điều này chứng tỏ Tiêu Phong trước mặt không yếu đuối như hắn nghĩ. Càng nhìn thấy Tiêu Phong ngày càng tự tin và kiêu ngạo, Mã Long Minh cảm thấy mình bị sỉ nhục và khinh thường, sát ý trong lòng hắn càng tăng cao. Tiêu Viêm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ánh mắt đối diện với Mã Long Minh khiến không khí như đóng băng. Từ thân thể Mã Long Minh, một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra, đó là nguồn khí màu xanh băng ẩn chứa một sức mạnh âm u đầy hắc ám. Sức mạnh từ nguồn khí này không ngừng tăng lên, áp lực lan tỏa khắp xung quanh. Rắc rắc, dưới chân Mã Long Minh, những tảng đá trên đỉnh núi bắt đầu nứt vỡ. Khí tức của hắn đã đạt đến đỉnh cao của cửu tinh đấu tiên hậu kỳ, tạo ra một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Bùm! Trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Mã Long Minh trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn mạnh mẽ bước lên một bước, và luồng khí xanh băng từ thân thể hắn như dòng thác cuộn trào, bao trùm không gian như một đại dương băng giá ập tới Tiêu Viêm. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống mức đóng băng, sương mù biến thành những chiếc kim băng lớn bằng nửa cánh tay, dày đặc bao quanh Tiêu Viêm, âm cực huyền băng châm. Mặt Mã Long Minh lạnh như băng, bàn tay nhanh chóng biến đổi thủ ấn, ngay lập tức hàng loạt kim băng lớn bắn thẳng về phía Tiêu Viêm, như một trận mưa lớn, không chừa bất kỳ góc nào để Tiêu Viêm né tránh. Chiêu này của Mã Long Minh không hề mang tính thăm dò, hắn rõ ràng muốn đánh Tiêu Viêm trọng thương ngay lập tức. Chiêu thức này thuộc về đấu kỹ trung cấp của vực giới, những kim băng này được bao bọc bởi luồng khí xanh băng của Mã Long Minh, kèm theo sức mạnh cực kỳ băng giá, có khả năng làm chậm tốc độ của đối thủ. Nếu bị trúng đòn, dù không bị trọng thương thì tốc độ của cơ thể chắc chắn sẽ bị giảm đáng kể do tác động của khí băng cực lạnh. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn những chiếc kim băng dày đặc bao quanh mình, dưới chân hắn, băng đã bắt đầu hình thành, nhưng Tiêu Viêm chỉ khẽ nheo mắt, và chiếc áo choàng của hắn bất ngờ tung bay trong không khí mà không cần gió. Từ da của hắn, ngọn lửa bùng lên, phun ra từ cơ thể, một biển lửa bao phủ toàn bộ thân hình của Tiêu Viêm, khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng cao, toàn bộ lớp băng quanh hắn lập tức tan chảy. Vút vút, những chiếc kim băng lao về phía Tiêu Viêm, nhưng khi chúng chạm vào biển lửa, tất cả đều bị hơi nóng khủng khiếp bốc hơi, biến thành những làn khói đen ngay tức thì. Tiêu Viêm vẫn ngồi yên bất động giữa biển lửa,
không hề nhúc nhích, thậm chí còn chưa đứng dậy. Lửa mạnh thật, Mã Long Minh kinh ngạc, trong ánh mắt hắn lóe lên sự ngạc nhiên, không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ được đạo của lửa, thật ngoài dự đoán. Mã Long Minh nhếch mép cười lạnh, Tiêu Viêm là lửa, Mã Long Minh là băng, cả hai thuộc tính vốn tương khắc nhau, trận chiến giữa hai người giờ đã bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, ai nắm vững đạo của mình tốt hơn, người đó sẽ có ưu thế. Bùm, ngay lúc này, một luồng ánh sáng trắng chói lóa từ biển lửa của Tiêu Viêm lao thẳng về phía Mã Long Minh, khiến hắn ngay lập tức bị mất tầm nhìn. Trong khoảnh khắc đó, Mã Long Minh cảm nhận được rằng hắn không thể kiểm soát cơ thể của mình. Diệu băng, một luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện, và ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ làm bằng ánh sáng hiện ra giữa không trung, lao thẳng về phía Mã Long Minh. Tiêu Viêm bắt đầu phản công, nhưng dù vậy, hắn vẫn ngồi yên chưa hề đứng dậy. Đại Nhật Diệu Quang Trưởng, bàn tay ánh sáng lao tới với tốc độ nhanh chóng, trong khi cơ thể Mã Long Minh không thể nhúc nhích, hắn không có cách nào né tránh, bị bàn tay đánh bật ra xa. Cơ thể hắn lăn lộn trên mặt đất, lùi xa cả trăm trượng trước khi dừng lại. Mã Long Minh vừa thoát ra khỏi trạng thái hồn phách bị chấn động bởi diệu băng của Tiêu Viêm, cảm giác như linh hồn và thân xác của hắn đã bị tách rời, rơi vào trạng thái trống rỗng không thể kiểm soát. Chỉ đến khi tỉnh lại, Mã Long Minh mới nhận ra cơn đau đớn từ cơ thể. Hắn bị Tiêu Viêm đánh bật lùi xa cả trăm trượng, đôi mắt hắn tràn đầy kinh ngạc khi nhìn về phía đỉnh núi, nơi Tiêu Viêm vẫn đang ngồi thiền, chưa một lần đứng dậy. Mã Long Minh hoàn toàn bị Tiêu Viêm làm cho choáng váng. Trong suy nghĩ của hắn, Tiêu Phong trước đây không chỉ là một kẻ nhu nhược, mà còn là một phế vật trong tu luyện, nhưng lúc này Tiêu Phong đã đánh bại hắn, mà hắn còn không hiểu rõ mình bị đánh như thế nào. Nếu ngươi thật sự muốn chiến đấu, ta sẵn sàng. Nhưng ta khuyên ngươi, nếu muốn đối đầu với ta, không cần làm điều này ngay bây giờ, chúng ta sẽ có cơ hội trong đại hội kim bảng, sao phải đánh nhau ở đây để rồi cả hai đều bị thương. Giọng Tiêu Viêm chậm rãi vang lên, Mã Long Minh định phát cáu, nhưng sau trận đấu vừa rồi, hắn đã mất đi phần nào sự tự tin. Hắn cắn răng, vung tay áo và quay trở lại vị trí ban đầu trên đỉnh núi. Tiêu Viêm vẫn ngồi đó, tiếp tục tu luyện không hề quan tâm đến sự hiện diện của Mã Long Minh. Hừ, Tiêu Phong, ta không biết ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì quỷ quái, nhưng cứ yên tâm, trong đại hội kim bảng ta sẽ chăm sóc ngươi thật kỹ. Mã Long Minh gằn giọng cố kìm nén cơn giận trong lòng, nhìn Tiêu Viêm đang ngồi thiền trên đỉnh núi, sau đó cả hai không còn nói gì thêm. Tiêu Viêm tiếp tục chìm đắm vào quá trình tu luyện và Mã Long Minh cũng không ngoại lệ. Tại đỉnh núi phun nguồn khí thứ 8, tần suất phun trào và lượng khí nguồn đều lớn hơn hẳn so với những nơi khác. Tiêu Viêm đã nuốt thêm nhiều viên tụ nguyên bảo đan, và trong đan điền của hắn, một xoáy đen khổng lồ liên tục hấp thụ nguồn khí tiên nguyên xung quanh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 tháng đã trôi qua. Trong 3 tháng này, Tiêu Viêm đã sử dụng hết 50 viên tụ nguyên bảo đan. Khi mở mắt ra, khí tức của hắn đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt đến đột phá. Tiêu Viêm khẽ cười khổ, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ cay đắng lắc đầu. Ôi chao, hấp thụ bao nhiêu nguồn khí mà vẫn chẳng biết nó chạy đi đâu mất. Mặc dù đã dùng hết 50 viên tụ nguyên bảo đan, Tiêu Viêm vẫn chưa thể đột phá lên cảnh giới hậu kỳ của cửu tinh đấu tiên. Như hắn dự đoán, Tiêu Viêm đứng dậy không còn tụ nguyên bảo đan, tốc độ tu luyện của hắn giảm đi rất nhiều. Việc tu luyện không hồi kết mà không có đan dược hỗ trợ chỉ là lãng phí thời gian. Tiêu Viêm duỗi lưng lười biếng vươn vai, làm như vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài, còn môi khẽ nhếch như thể vừa chợp mắt. Trước ánh mắt quan sát của Mã Long Minh, Tiêu Viêm thậm chí không thèm liếc hắn một cái, hoàn toàn phớt lờ. Sự khinh thường này làm sát khí trong lòng Mã Long Minh bùng lên dữ dội. Hắn đã đạt tới hậu kỳ của cửu tinh đấu tiên và còn chạm đến ngưỡng của cửu tinh đỉnh phong. Tiêu Phong, cứ tiếp tục mà khoe khoang đi, đến đại hội kim bảng ta sẽ cho ngươi biết tay, đập cho ngươi đến nỗi phải chạy về nhà mét mẹ. Mã Long Minh thì thầm trong lòng. Còn lúc này, ánh mắt của Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn về phía đỉnh núi phun nguồn khí thứ 9. Từ trước đến nay, Tiêu Viêm đã cảm nhận được một cảm giác quen thuộc ở dãy núi nguồn khí này, nhưng không thể xác định được đó là gì. Khi đến đây, cảm giác đó càng trở nên rõ ràng hơn. Tiêu Viêm nhìn về phía đỉnh núi phun nguồn khí thứ 9, cao hơn hẳn so với đỉnh núi thứ 8. Hiện giờ đan tụ nguyên đã cạn kiệt, Tiêu Viêm quyết định tiến lên thám hiểm đỉnh núi phun nguồn khí này. Tiêu Viêm không chần chừ, cơ thể hắn lập tức di chuyển về phía đỉnh núi phun nguồn khí thứ 9. Thấy vậy, Mã Long Minh giật mình, ánh mắt nheo lại nói thầm, tên này chắc hẳn điên rồi, đỉnh núi phun nguồn khí thứ 9 là cấm địa, chẳng lẽ hắn không biết điều đó? Cũng được thôi, đã có kẻ bước chân vào đó thì chẳng mấy ai còn sống sót trở ra. Nếu ngươi muốn tự tìm cái chết theo cách này, vậy thì ta cũng bớt được chút phiền phức. Mã Long Minh cười lạnh nói rồi nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Trong khi đó, Tiêu Viêm đã tiến sâu vào đỉnh núi phun nguồn khí thứ 9. Đỉnh núi cao chọc trời, nhưng nhờ vào sức mạnh đôi chân mạnh mẽ của Tiêu Viêm, mỗi cú nhảy của hắn đều vọt lên mười mấy trượng, mặc dù không thể bay. So với đỉnh núi phun nguồn khí thứ 8, đỉnh núi thứ 9 còn cao hơn gấp đôi. Sau 2 ngày leo trèo, Tiêu Viêm cuối cùng cũng nhìn thấy đỉnh núi. Nhìn xuống từ đây, Tiêu Viêm có thể bao quát cả dãy núi nguồn khí, thành cổ và nhiều khu vực trong cửu trọng thiên mà hắn chưa từng khám phá. Rõ ràng đỉnh núi phun nguồn khí thứ 9 là nơi cao nhất của cửu trọng thiên. Vút, Tiêu Viêm như một mũi tên phá vỡ tầng mây, đáp xuống đỉnh núi một cách vững chãi. Xung quanh hắn khí nguồn tinh khiết dày đặc khiến dòng máu trong cơ thể hắn sôi sục, xung quanh không có bất cứ vật cản nào, chỉ có sương mù dày đặc phủ kín không gian. Đỉnh núi phun nguồn khí thứ 9 lớn hơn rất nhiều so với những đỉnh núi trước đó, và mức độ tinh khiết của nguồn khí ở đây vượt xa đỉnh núi thứ 8, khiến Tiêu Viêm cảm thấy khoan khoái. Hắn di chuyển cẩn thận quan sát xung quanh, khí nguồn ở đây dày đặc như vậy, tại sao Mã Long Minh không chọn tu luyện ở đây mà lại ở đỉnh núi thứ 8? Đỉnh núi thứ 9 quả thực có áp lực lớn, nhưng không phải là điều không thể chịu đựng. Tiêu Viêm chỉ mất 2 ngày để lên đến đỉnh, vậy nên Mã Long Minh hoàn toàn có thể đến đây. Điều này chứng tỏ nơi này có điều gì đó bí ẩn mà Mã Long Minh
không thể vượt qua. Tiêu Viêm không biết lý do tại sao Mã Long Minh không đến đây, nhưng cảm giác quen thuộc đã thôi thúc Tiêu Viêm phải khám phá nơi này. Vừa đi được hai bước, cảnh vật xung quanh Tiêu Viêm đột nhiên méo mó, và hắn cảm thấy cơn đau đầu dữ dội. Đồng thời, trong đầu Tiêu Viêm xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ. Cảnh vật xung quanh vẫn là đỉnh núi này, nhưng trong hình ảnh của Tiêu Viêm, nơi đây đầy ắp những người đang giao chiến kịch liệt. Khi hình ảnh được thu lại gần hơn, hắn nhìn thấy một cô bé, có lẽ chỉ khoảng 5 hoặc 6 tuổi, và đối diện cô là một người đàn ông trung niên đang thở dốc, rõ ràng là không phải đối thủ của cô bé. Từ xa, tiếng cười sảng khoái vang lên, Tiêu Viêm nhìn thấy một người đàn ông, và khi nhìn thấy người này hắn ngạc nhiên, hắn nhận ra ngay người đàn ông này, đó chính là Tôn Thượng. Tôn Thượng bước tới, cúi xuống và vuốt nhẹ đầu cô bé, nở nụ cười từ ái của một người cha và nói, "Tiểu Minh Nguyệt nhà chúng ta thật giỏi, hi hi, tất nhiên rồi, sau này con chắc chắn sẽ giỏi hơn cả cha." Cô bé cười vui vẻ, tiếng nói non nớt ngọt ngào của cô khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng. Người đàn ông trung niên bị đánh bại cũng chỉ cười khổ, rõ ràng ông đã nương tay trong trận đấu để trêu đùa Tiểu Minh Nguyệt. "Đương nhiên rồi, không thấy con là con gái của ai sao?" Tôn Thượng cũng cười dịu dàng đáp lại, "Đúng rồi, ai là cha con cơ chứ?" Cô bé bắt chước giọng điệu của Tôn Thượng, khiến cả đỉnh núi ngập tràn tiếng cười vui vẻ, nhưng hình ảnh tươi vui ấy nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt, nơi đây trở nên trống trải, chỉ còn lại một bóng hình nhỏ nhắn ngồi yên tĩnh ở trung tâm. Tiêu Viêm chỉ nhìn thấy tấm lưng trắng muốt, trên đó thêu một bông hoa bỉ ngạn, xung quanh trở nên lạnh lẽo. "Người cuối cùng đã đến." Một giọng nói vang lên từ bóng hình đó như thể đang trò chuyện với Tiêu Viêm. "Tiền bối đang nói với ta sao?" Tiêu Viêm thăm dò đáp lại, nhưng đối phương không trả lời. Bóng hình đó chỉ khẽ quay mặt sang một bên, và khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Tiêu Viêm chấn động. Khuôn mặt này rất quen thuộc, dường như hắn đã từng thấy ở đâu đó. Đôi mắt hồng nhạt nhưng mang sắc tối và ánh lên vẻ chết chóc. Đôi mắt này Tiêu Viêm đã từng nhìn thấy trước đây, chúng thuộc về người mà hắn yêu thương nhất, con gái thứ ba của hắn, Tiêu Nguyệt Ly. Tình thế đã thay đổi, Đấu Thần Liên Minh không còn là Đấu Thần Liên Minh của trước đây nữa. Người có bông hoa bỉ ngạn trên người là người mà ngươi có thể tin tưởng. "Xin lỗi, cha, ta không thể trở nên mạnh mẽ như người." Tiếng nói vang lên trong đầu Tiêu Viêm, cùng lúc đó, khung cảnh xung quanh lại méo mó, nhưng thực tế là Tiêu Viêm đang chìm vào ký ức, đỉnh núi vẫn là đỉnh núi, không có gì thay đổi, bỉ ngạn hoa. Tiêu Viêm thì thầm nhớ lại những thông tin vừa nhận được từ đoạn ký ức, ngay lúc đó, hắn nhận thấy trên mặt đất có nhiều đường nét chồng chéo nhau, Tiêu Viêm lập tức đạp mạnh chân xuống, nhảy vọt lên không trung để nhìn từ trên cao xuống, khi nhìn từ trên cao, hắn nhận ra rằng những đường nét đó hợp thành một bông hoa bỉ ngạn khổng lồ. Tiêu Viêm ngạc nhiên, ký ức này chắc chắn không phải là điều ngẫu nhiên, đó là con đường mà Tôn Thượng đã để lại cho hắn, và bông hoa bỉ ngạn chính là dấu hiệu quan trọng. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Viêm phát hiện ra có một bóng người khác đang ngồi trên đỉnh núi này, bóng hình đó cũng nhận thấy sự hiện diện của Tiêu Viêm, ngẩng đầu lên và ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm, ánh mắt chạm vào Tiêu Viêm trong không trung, Tiêu Viêm cảm thấy ngạc nhiên, trước đó hắn hoàn toàn không nhận ra có người khác trên đỉnh núi, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó, Tiêu Viêm không khỏi rúng động trong lòng, người đang ngồi thiền trên đỉnh núi chính là Cơ Dạ, người mà Tiêu Viêm từng đối đầu trên Hồng Mông Tinh. Nàng mặc một bộ trang phục da ôm sát, tôn lên vóc dáng hoàn hảo, mái tóc được tết gọn gàng, khuôn mặt với trang điểm khói làm nổi bật vẻ mạnh mẽ hoang dã. Tiêu Viêm nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, vì ở đây bị cấm bay, hắn chỉ có thể lơ lửng trong thời gian ngắn. Khi đã đứng vững, ánh mắt Cơ Dạ vẫn dán chặt vào Tiêu Viêm. Khi nhìn thấy hắn mặc trang phục của Đấu Thần Liên Minh, trong mắt Cơ Dạ không hề có sát ý, nhưng lông mày của nàng khẽ nhíu lại, khuôn mặt của nàng vẫn tái nhợt, minh chứng cho những tin đồn về việc cô bị trọng thương là sự thật. "Người tốt nhất hãy đưa ra một lý do hợp lý về việc ngươi đến đây, nếu không ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra." Giọng nói lạnh lùng của Cơ Dạ vang lên, Tiêu Viêm lập tức nuốt khan, lo sợ rằng Cơ Dạ sẽ nhận ra hắn, nhưng nữ hoàng đã đảm bảo rằng khuôn mặt mới của Tiêu Viêm sẽ không bị phát hiện, vì vậy hắn cố gắng giữ vững sự tự tin, rồi cúi mình cung kính chào Cơ Dạ. Suy nghĩ của Tiêu Viêm xoay chuyển nhanh chóng, hắn cần tìm ra một lý do hợp lý để đến đây, dù Cơ Dạ đang bị thương, nhưng Tiêu Viêm biết rằng nếu không có một cái cớ hợp lý, hắn sẽ không thoát được. Tiêu Viêm nhanh chóng nảy ra một ý tưởng, lập tức chắp tay nói, "Cơ Dạ đại nhân, ta là đệ tử của Cửu Trọng Thiên, tên là Tiêu Phong, một luyện dược sư, nghe nói ngài bị trọng thương, ta đặc biệt mang đến một ít dược liệu chữa thương, hy vọng có thể giúp ích cho đại nhân." Nói xong, Tiêu Viêm lấy ra một lọ đan dược đã luyện chế sẵn, đạt đến cấp độ thánh chi nhị phẩm. Mặc dù không quá tốt, nhưng cũng không tệ. Nhìn lọ đan dược trong tay Tiêu Viêm, ánh mắt của Cơ Dạ vẫn lạnh lùng, nàng nói, "Tin tức ta bị thương truyền ra ngoài, mọi người đều nhắm đến vị trí điện chủ, bọn chúng hận không thể sớm giết chết ta. Người mang thuốc đến đây chẳng qua là muốn thăm dò thực hư tình trạng của ta, nhưng nể tình ngươi có chút thành ý, lần này ta không giết ngươi, mau cút đi." Cơ Dạ lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ, vội vàng gật đầu rồi chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, khi Tiêu Viêm vừa bước được vài bước, Cơ Dạ đột nhiên lên tiếng, "Khoan đã, ngươi lại đây." Hai người cách nhau mấy chục trượng, nhìn nhau từ xa, Tiêu Viêm định rời đi, nhưng bị Cơ Dạ gọi lại, khiến trong lòng hắn chợt lo lắng. Tuy nhiên hắn không cảm nhận được sát ý từ Cơ Dạ, trong lòng Tiêu Viêm đầy băn khoăn, nhưng không còn cách nào khác, hắn đành phải chậm rãi tiến lại gần Cơ Dạ. Hắn cúi đầu, sợ rằng Cơ Dạ có thể nhận ra điều gì đó quen thuộc từ hắn, nếu thế sẽ rất nguy hiểm. "Điện hạ có chuyện gì cần dặn dò sao?" Tiêu Viêm cúi đầu, giọng nói dè dặt. Cơ Dạ khẽ cắn môi, sắc mặt nhợt nhạt, sau hai lần ho khan, khóe miệng liền tràn ra một dòng máu, rõ ràng tình trạng của cô rất nghiêm trọng. "Người có thuốc giải độc thi không?" Cơ Dạ hỏi, khiến Tiêu Viêm sững lại. Hắn nhận ra trên người nàng có luồng khí âm hàn, có vẻ như không chỉ bị thương mà cô còn trúng độc. "Cơ Dạ đại nhân, có thể để ta kiểm tra một chút được không?" Cơ Dạ liếc nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt của nàng khiến hắn toát mồ hôi lạnh, trong lòng căng thẳng tột độ. Sau một thoáng ngập ngừng, Cơ Dạ cuối cùng cũng giơ tay ra,
Tiêu Viêm rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Cơ Dạ, nguồn năng lượng lập tức tràn vào cơ thể cô. Sau khi kiểm tra, Tiêu Viêm cau mày nói, khí huyết rối loạn, đan điền và thân thể đều bị tổn thương nghiêm trọng, bên trong cơ thể còn có độc tố rất mạnh, loại độc này dường như có linh tính, nếu không giải trừ kịp thời tính mạng của ngài sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Viêm nói với vẻ nghiêm trọng, nhưng Cơ Dạ lại tỏ ra điềm nhiên, bởi nàng quá hiểu tình trạng cơ thể mình. Ngươi có đan dược giảm đau không? Cơ Dạ biết rõ hy vọng của nàng đặt vào một đấu tiên chỉ là ảo tưởng. Có, nhưng giảm đau không thể giải quyết vấn đề, độc tố phần lớn đang tụ lại ở lưng ngài, cần phải loại bỏ hết độc tố đó thì mới mong bảo toàn tính mạng. Tiêu Viêm đáp, hắn muốn kiểm tra xem liệu trên lưng Cơ Dạ có hình hoa bỉ ngạn hay không, bởi trong trận chiến ở Hồng Mông Tinh, mặc dù Cơ Dạ đã ra tay, nhưng dường như nàng chưa từng hạ thủ sát thương chí mạng. Đoạn ký ức mà Tiêu Viêm nhận được cho thấy, trong đấu thần liên minh vẫn còn một lực lượng mà Tôn Thượng để lại, dù lực lượng này có thể đã suy yếu hoặc biến mất, Tiêu Viêm vẫn muốn xác nhận về Cơ Dạ. Nếu trên lưng Cơ Dạ không có hoa bỉ ngạn, Tiêu Viêm sẽ không do dự ra tay, vì chính những người như Cơ Dạ đã gây ra cái chết không rõ ràng của đồng đội Tiêu Viêm, đặc biệt là với Chữ Lăng, Tiêu Viêm nhất định phải giết chết hắn. Cơ Dạ liếc nhìn Tiêu Viêm có chút hoài nghi, dường như không tin tưởng hắn hoàn toàn. Điện hạ, dù ta không chắc chắn lắm, nhưng với tình trạng hiện tại của ngài, tốt nhất hãy để ta thử một lần. Tiêu Viêm không nói những lời tiêu cực, nhưng ý hắn rõ ràng là khuyên cô không còn lựa chọn nào khác. Cơ Dạ ngập ngừng một lát, sau đó khẽ nghiến răng, quay lưng lại với Tiêu Viêm, từ từ cởi bỏ bộ trang phục ra bó sát, lưng ngọc ngà của nàng dần lộ ra. Tiêu Viêm nhận thấy Cơ Dạ đã quấn băng chặt ngang ngực, cố ý hạ thấp độ nổi bật của mình, nhằm trông trung tính hơn, đừng nhìn lung tung, dù ta đang bị thương, nhưng giết một đấu tiên như ngươi không phải chuyện khó. Cơ Dạ quay đầu lại nghiêm giọng cảnh cáo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đỏ mặt vội vàng gật đầu, hắn đưa mắt nhìn về phía lưng của Cơ Dạ, khi quan sát kỹ hơn hắn phát hiện ra có một vết thương dài xuyên suốt lưng của nàng, dường như là do một thứ vũ khí sắc nhọn gây ra. Cơ Dạ đã dùng nguồn năng lượng của mình để cầm máu, nhưng vết thương vẫn chưa thể lành hẳn. Tiêu Viêm tiếp tục quan sát vết thương và nhận thấy trên đó có những luồng khí đen đang bốc lên, rõ ràng đây không phải là vết thương do vũ khí thông thường gây ra, và những luồng khí đen này chính là độc tố đang dần dần xâm nhập và ăn mòn cơ thể Cơ Dạ, rất nghiêm trọng. Tiêu Viêm cao mày nói, phải loại bỏ độc tố trong vết thương này, tử thi độc mang tính cực âm, cách tốt nhất để khử nó là sử dụng lửa. Ta hiểu rõ đạo của lửa, nếu điện hạ tin tưởng ta có thể thử, nhưng quá trình này sẽ rất đau đớn. Tiêu Viêm chậm rãi nói, hiện tại hắn vẫn chưa thể xác định liệu trên lưng của Cơ Dạ có hoa bỉ ngạn hay không. Cơ Dạ cắn răng mặc lại y phục, lắc đầu từ chối, không cần, độc này không phải thứ mà một đấu tiên như ngươi có thể xử lý, ngươi có thể lui xuống. Cơ Dạ thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Tiêu Viêm khiến hắn bất ngờ. Tiêu Viêm biết rõ tình trạng của Cơ Dạ, nếu không được chữa trị kịp thời dù độc tố này không lấy mạng nàng, nhưng trong kỳ thi kim bảng đại điển sắp tới, tính mạng của nàng sẽ gặp nguy hiểm. Trong tình trạng hiện tại, dù Tiêu Viêm không chắc chắn sẽ đánh bại Cơ Dạ, nhưng ít nhất hắn có thể có 70% cơ hội, bởi cơ thể của Cơ Dạ đã bị tổn thương nghiêm trọng, đan điền không còn nhiều nguồn năng lượng, điều đó có nghĩa là ngay cả một đấu tiên cửu tinh cũng có thể dễ dàng giết chết cô trong tình trạng này. Tiêu Viêm đứng dậy lùi vài bước, nhưng rồi hắn dừng lại và quay người lại nhìn Cơ Dạ, trong mắt lóe lên sự kiên định, hắn thở dài, điện hạ, xin lỗi. Nói xong, Tiêu Viêm triệu hồi lửa dưới chân, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm Cơ Dạ, cùng lúc đó đôi mắt của Tiêu Viêm phát ra 5 vòng sáng giống như nhiên luân, ánh sáng trắng rực rỡ bùng lên, khiến khung cảnh xung quanh trở nên chói lòa trong màn đêm. Cơ Dạ hoàn toàn bất ngờ, tầm nhìn của nàng trở nên đen kịt, linh hồn và cơ thể dường như tạm thời tách rời. Trong khoảnh khắc đó, không có đau đớn, không có cảm giác gì cả. Bên trong biển lửa, y phục trên người Cơ Dạ lập tức hóa thành tro bụi, bao gồm cả những lớp băng quấn quanh ngực cô, toàn bộ cơ thể cô hoàn toàn phơi bày trước mắt Tiêu Viêm. Điều đầu tiên khiến Tiêu Viêm chú ý chính là một hình dáng kiêu hãnh. Tiêu Viêm đỏ mặt vội vàng rời ánh mắt, tập trung vào lưng của Cơ Dạ. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận thấy một điều khiến đôi mắt hắn hơi co lại, trên lưng trắng ngần của Cơ Dạ quả thật có thêu một bông hoa bỉ ngạn, tuy nhỏ hơn nhiều so với hình ảnh trong ký ức của hắn. Quả nhiên Cơ Dạ trong trận chiến tại Hồng Mông Tinh không hề có ý định giết người. Nếu ký ức này là thật thì Cơ Dạ có lẽ là một trong những người thuộc về lực lượng ẩn giấu của đấu thần liên minh. Tiêu Viêm nghĩ thầm, ánh mắt trở nên sắc bén, ngọn lửa từ Tiêu Viêm tỏa ra nhanh chóng xua tan khí đen, khiến Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên vì điều này lại diễn ra dễ dàng như vậy. Dù vậy, Tiêu Viêm hiểu rõ đây không phải là loại độc tố bình thường. Nếu là độc thông thường, vết thương của Cơ Dạ có lẽ đã lành từ lâu. Điều này chứng tỏ rằng cô đã thử nhiều cách để giải độc nhưng đều thất bại. Tiêu Viêm lại có thể dễ dàng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể của Cơ Dạ. Nhìn vào vết thương dài, Tiêu Viêm chợt nghĩ đến thanh lưỡi hái tử thần khổng lồ trong tay Tiêu Nguyệt Ly. Xét theo hình dạng của vết thương có lẽ chính cô là người gây ra. Chẳng lẽ độc tố này còn có khả năng nhận diện người tấn công? Tiêu Viêm cười khổ nhướng mày, sau khi loại bỏ độc tố, hắn thu hồi biển lửa. Ngay lúc đó, Cơ Dạ bỗng nhiên tỉnh dậy, đôi mắt mở to, ánh lên một luồng sát ý kinh người, ngươi muốn chết. Cơ Dạ nghiến răng từng chữ, âm thanh vang dội như sấm sét, một chiếc roi dài xé toạc không khí, kèm theo luồng sức mạnh mạnh mẽ lao về phía Tiêu Viêm. Hắn khẽ ngẩn ra, dường như nhận ra rằng hành động của mình hơi quá đáng. Điện hạ, ta vừa cứu mạng ngươi mà. Tiêu Viêm vội vàng hét lên, chiếc roi dừng lại chỉ cách hắn chưa đến nửa cánh tay, nhưng trên gương mặt Cơ Dạ vẫn đầy vẻ giận dữ. Tuy nhiên nàng lúc này mới nhận ra rằng cơ thể mình hoàn toàn trần trụi, nhưng có vẻ như nàng không quan tâm lắm, tay nàng không hề che chắn phần trước ngực mà theo bản năng chạm vào lưng mình. Ngươi đã thấy hết rồi sao? Cơ Dạ lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt cô không quá bận tâm đến việc mình khỏa thân, nhưng rõ ràng việc Tiêu Viêm nhìn thấy hoa bỉ ngạn trên lưng nàng lại khiến nàng khó chịu hơn. Đúng vậy, là hoa bỉ ngạn. Tiêu Viêm không né tránh ánh mắt của nàng, bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng.
cơ dạ vung chiếc roi, ngay cả khi chưa mặc lại quần áo, nàng phát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, áp lực khủng khiếp bao trùm lấy Tiêu Viêm. Cơ dạ nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt phức tạp, ta phải cảm ơn ngươi vì đã giúp ta loại bỏ tử thi độc, nhưng đây không phải là quyết định sáng suốt, lưng của ta không ai được phép nhìn, cho dù ngươi đã cứu ta vẫn phải giết ngươi, cơ dạ nói với giọng đầy sát khí. Ngươi không tò mò tại sao ta lại biết về Hoa Bì Ngạn sao? Tiêu Viêm mỉm cười, khuôn mặt không tỏ ra chút lo lắng nào, mà ngược lại rất điềm tĩnh. Nghe vậy, cơ dạ trầm ngâm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn khi nhìn Tiêu Viêm lạnh lùng hỏi, ngươi thực sự là ai? Ta không chỉ biết về Hoa Bì Ngạn, mà còn biết về Tôn Thượng và cả Minh Nguyệt, nhưng liệu ngươi có thể mặc quần áo vào trước không? Cho dù ý chí của ta có mạnh mẽ đến đâu, ta cũng khó mà kiềm chế được. Cơ dạ nhìn hắn với ánh mắt càng thêm phức tạp, nhưng sau đó nàng bình thản mặc lại quần áo một cách từ tốn. Ngươi mà không nói ra ngay, ta sẽ không nương tay nữa đâu. Cơ dạ cao mày nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt tức giận, người nghĩ ngoài các ngươi, còn có ai biết về thân phận của các ngươi nữa sao? Cơ dạ nghe vậy liền trầm tư, từ trước đến giờ, việc bảo mật của họ luôn rất tốt, ngay cả khi đấu thần liên minh đã trải qua nhiều biến động, nhiệm vụ liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn vẫn chưa hề bị lộ ra dù chỉ một chút. Cơ dạ lập tức nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt nặng nề trong một khoảng thời gian dài, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng tốt nhất ngươi nên nói rõ ngươi là ai, nếu không, muốn rời khỏi nguyên mạch linh sơn này thì rất khó. Thân phận của ta tạm thời không thể nói cho ngươi biết, nhưng có một điều ngươi cần hiểu rõ, đó là hy vọng các ngươi đừng quên lý do tại sao các ngươi tồn tại, ý nghĩa của sự hiện diện ở đây là gì. Vì Tiêu Viêm không thể tiết lộ thân phận của mình, chúng ta không có nhiệm vụ, chúng ta chỉ cần chờ đợi, còn chờ đợi cái gì chẳng ai nói với chúng ta. Chúng ta đã đợi rất lâu rồi, lâu đến mức tổ chức này chỉ còn cái vỏ, một số người thậm chí đã quên mất thân phận của mình. Nếu tổ chức này là một quân cờ mà Tôn Thượng để lại cho Tiêu Viêm, thì xem ra việc Tiêu Viêm muốn sử dụng quân cờ này không đơn giản như tưởng tượng. Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Cơ dạ nghi ngờ về thân phận của Tiêu Viêm, nhưng cũng không biết nên nghi ngờ theo hướng nào, vì Tiêu Viêm đã cung cấp quá nhiều thông tin quan trọng. Hắn biết về Bỉ Ngạn Hoa, cũng biết về Tôn Thượng và Minh Nguyệt, rõ ràng thân phận của Tiêu Viêm không tầm thường, nhưng hắn chắc chắn không phải là kẻ xấu. Nếu không Tiêu Viêm đã không liều mạng cứu nàng, chúng ta không có thủ lĩnh, thứ duy nhất có thể ra lệnh cho chúng ta chỉ là một vật, là thứ gì? Tử Linh Bài, ta chỉ biết tên của nó, nhưng chưa từng thấy qua, ít nhất là trong ký ức của ta không có. Tử Linh Bài, Tiêu Viêm trầm ngâm, cái tên này nghe rất lạ lẫm nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, có lẽ thời gian đã quá lâu, nhiều thông tin đã bị mất, nhưng nếu Bỉ Ngạn Hoa là quân cờ mà Tôn Thượng để lại, thì đối với Tiêu Viêm hiện giờ không biết gì, đây rõ ràng là nguồn thông tin lớn nhất, mặc dù ngươi nói ta chưa từng nghe về Tử Linh Bài, nhưng ta nghĩ người mà các ngươi chờ đợi chính là ta. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt từ từ nhìn về phía cơ dạ. Cơ dạ nghe vậy liền hơi ngẩn người, ánh mắt có phần nghi ngờ nhìn Tiêu Viêm. Mặc dù chúng ta không biết người mà chúng ta đang chờ đợi là ai, nhưng ít nhất sẽ không phải là một người có sức mạnh đấu tiên, vì sức mạnh của Bỉ Ngạn Hoa không phải là thứ mà một đấu tiên có thể kiểm soát. Có những lời không nên nói bừa, nếu không phải vì ngươi cứu ta một mạng, đầu của ngươi đã rơi xuống đất từ lâu rồi. Cơ dạ lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng nói với Tiêu Viêm một cách bực bội. Tiêu Viêm không tức giận mà chỉ cười nhẹ, sau đó nhìn quanh bốn phía nói, nếu ta đoán không nhầm, Tử Linh Bài mà ngươi nói đang ở đây. Cơ dạ liền cười lạnh, từ khi ta trở thành điện hạ, nơi này đã bị ta thiết lập thành cấm địa, đồng thời cũng là động phủ của ta. Ở đây từng viên gạch, từng hạt cát ta đều rõ như lòng bàn tay. Nếu Tử Linh Bài ở đây ta đã sớm phát hiện ra rồi. Ngươi không phát hiện ra là điều dễ hiểu. Với sức mạnh của ngươi, ta nghĩ trong Hoa Bỉ Ngạn, ngươi chắc hẳn xếp ở cuối cùng. Với thân phận của ngươi e rằng ngươi chưa đạt đến tư cách để phát hiện Tử Linh Bài. Hừ, hôm nay nếu ngươi không tìm ra Tử Linh Bài ta sẽ chôn ngươi tại đây. Nếu ngươi tìm ra, chúng ta, Hoa Bỉ Ngạn đương nhiên sẽ nhận thần bài như thần linh. Ngươi có được Tử Linh Bài, chúng ta tự nhiên sẽ tôn ngươi làm chủ. Tiêu Viêm trước đó khi nhảy lên đã nhìn thấy toàn bộ đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống là một đóa Hoa Bỉ Ngạn khổng lồ. Trong ký ức của hắn, Tôn Thượng và Minh Nguyệt đều xuất hiện tại nơi này. Điều này có nghĩa là nơi này chắc chắn không đơn giản. Tiêu Viêm chỉ nghĩ ra một cách duy nhất, máu của hắn chính là chìa khóa để mở ra bí mật ở đây. Nhưng đây chỉ là suy đoán của Tiêu Viêm. Tuy nhiên trước đó Tiêu Viêm quyết định thử một lần. Ở trung tâm của Phu Nguyên Hỏa Sơn là một hố đen không thấy đáy, nguồn năng lượng đậm đặc không ngừng phun trào từ đó. Tiêu Viêm lúc này cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, máu hóa thành xương, nhưng nhanh chóng ngưng tụ lại thành một giọt máu, rồi biến mất vào hố đen của Phu Nguyên Hỏa Sơn. Nhìn thấy một loạt hành động của Tiêu Viêm, dường như quả thật có điều gì đó. Điều đáng chú ý nhất là trên khuôn mặt Tiêu Viêm luôn giữ nụ cười, trông như tự tin đầy mình, nhưng thực ra đây lại là biểu hiện của sự lo lắng, vì đã lâu mà xung quanh không có chút động tĩnh nào. Cuối cùng cơ dạ cũng cười khẩy một tiếng nói, ha ha ha, xem ra ngươi cũng không có tư cách gì, thôi nào cởi quần áo đi. Tiêu Viêm nghe vậy thì hơi sững sờ, không tự giác lùi lại hai bước nói, ngươi định làm gì, ta không phải loại đàn ông tùy tiện. Ha ha ha, thân thể của ta đã bị ngươi nhìn thấy hết rồi, ít nhất ngươi cũng phải bồi thường cho ta chút gì chứ, ít nhất để ta nhìn lại chút. Cơ dạ cười gian, ta chẳng phải một lòng muốn cứu ngươi sao? Sao ngươi lại biến thành một con sói trắng mắt xanh thế này? Cứu ta, cứu thì cứu, nhưng ta là một cô gái, bị ngươi nhìn hết cả rồi, chẳng lẽ ngươi muốn không chịu trách nhiệm? Đại tỷ, ta thành thật khai báo, trên người ta thật sự không có hình xăm Hoa Bỉ Ngạn, chúng ta thế này trần trụi đối diện nhau, có phải hơi không ổn không? Tiêu Viêm cười khổ, nhìn cơ dạ có vẻ không định tha cho hắn, Tiêu Viêm tiếp tục, hơn nữa ta đã để lộ lưng rồi mà. Thật sự không có ai lại đi xăm hình ở phần dưới cơ chứ, thiếu gì người xăm, có người còn xăm ở mặt trong đùi nữa đấy. Tiêu Viêm trong lòng chợt cảm thấy lo lắng, không xong rồi, đây là gặp phải một nữ anh hùng rồi. Ngươi tin ta đi, trên người ta thực sự không có Hỏa Bỉ Ngạn, cái Tử Linh Bài này chắc chắn phải có cách nào đó. Ngươi đừng vội, để ta thử lại lần nữa.
Vừa khi Tiêu Viêm nói xong, đột nhiên một tiếng bùng vang lên, từ miệng hố của Phun Nguyên Hỏa Sơn, sương mù và nguyên khí dày đặc bốc lên, Tiêu Viêm và Cơ Dạ đều đồng loạt nhìn về phía đó, đồng thời trong sương mù chợt lóe lên một ánh sáng đỏ, đôi mắt của Tiêu Viêm và Cơ Dạ đều co rút lại, sương mù từ từ tan đi, và họ nhìn thấy giữa không trung của làn sương đó, một chiếc lệnh bài cổ xưa đang lơ lửng, ngay chính giữa lệnh bài này được thêu hình một đóa hỏa bỉ ngạn, nếu không nhầm, thì đây chính là tử linh bài mà Cơ Dạ đã nhắc tới, chiếc lệnh bài từ từ hạ xuống rồi dừng lại ngay trước mặt Tiêu Viêm và Cơ Dạ. Chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy được, nhưng cả hai đều chưa vội vàng hành động, đặc biệt là Cơ Dạ, ánh mắt mang đầy sự nghi ngờ. Nhưng nàng không có ý định tranh giành chiếc tử linh bài này, chỉ tò mò quan sát, ha ha ha, ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi, tấm lệnh bài ngươi cần ở ngay đây, ngươi phải tin ta. Điện hạ, ngươi nói rằng có tử linh bài thì có thể hiệu lệnh hỏa bỉ ngạn, theo lý mà nói, có tử linh bài thì có thể hiệu lệnh hỏa bỉ ngạn, nhưng hỏa bỉ ngạn hầu như đã phân tán, muốn triệu tập lại tất cả e rằng không dễ. Tiêu Viêm nghe vậy liền cau mày. Theo lý thuyết, Hỏa Bỉ Ngạn phải là một tổ chức rất chặt chẽ, nhưng lời của Cơ Dạ lại hoàn toàn trái ngược, nếu tử linh bài có thể hiệu lệnh Hỏa Bỉ Ngạn, tại sao ngươi lại không có chút hứng thú gì với nó? Cơ Dạ lắc đầu nói, trên tử linh bài ta cảm nhận được một mối đe dọa mạnh mẽ, dường như kết nối thẳng vào linh hồn ta, ta sợ rằng nếu ta dám đưa tay ra chạm vào, ngay giây tiếp theo sẽ hóa thành tro bụi. Nghe thấy lời của Cơ Dạ, Tiêu Viêm cau mày, tuy nhiên, sau khi xác nhận ánh mắt của Cơ Dạ không hề nói dối, Tiêu Viêm mới đưa tay ra chộp lấy tử linh bài. Bùng, vừa khi bàn tay của Tiêu Viêm chạm vào tử linh bài, lập tức một luồng khí thế mạnh mẽ vô song từ chiếc lệnh bài bùng phát ra, Cơ Dạ với ánh mắt kinh hoàng liền lui về phía sau vài bước, sau đó trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Đồng thời, trong toàn bộ Cửu Trọng Thiên Thần Các, có hơn 10 bóng người đều cảm thấy như một tiếng nổ vang lên trong đầu họ, rồi ánh mắt đồng loạt lóe lên, tất cả đều vội vã hướng về Cửu Trọng Thiên. Trong Cửu Trọng Thiên Thần Các, vài bóng người nhanh chóng lao qua, đồng thời tiến thẳng vào tầng thứ 9. Những bóng người này xuất hiện ở Cửu Trọng Thiên, hơn 10 bóng người tiến thẳng vào Nguyên Mạch Linh Sơn. Tất nhiên với thân phận của họ không cần phải nộp Long Linh tệ, soạt soạt, đây là khu vực cấm bay. Nhưng dường như lệnh cấm chỉ áp dụng với những người dưới cấp đấu thần, ít nhất hơn 10 bóng người này đều lao vút lên không trung, hướng về Phun Nguyên Hỏa Sơn thứ 9, cảnh tượng này khiến tất cả những người đang tu luyện trong Nguyên Mạch Linh Sơn đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng của hơn 10 cường giả, tất cả đều im lặng như tờ. Mã Long Minh cũng bị cảnh tượng này làm kinh sợ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì sức mạnh toát ra từ những bóng người này khiến hắn cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi nhìn thấy tất cả các bóng người đều lao về phía Phun Nguyên Hỏa Sơn thứ 9, trên mặt Mã Long Minh liền xuất hiện một nụ cười lạnh, ha ha ha, Tiêu Phong, lần này ngươi gặp đại họa rồi, ngay cả khu cấm địa ngươi cũng dám đến, không phải tìm chết thì là gì? Mã Long Minh sau đó bày ra bộ mặt hả hê, trong lòng hắn cho rằng việc mời gọi những cường giả này đến sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cho Tiêu Phong. Tiêu Phong à Tiêu Phong, tiếc là ta không có cơ hội tự tay tiêu diệt ngươi, coi như lần này ngươi được lợi rồi. Soạt soạt, lúc này, trên Phun Nguyên Hỏa Sơn thứ 9, hơn 10 bóng người xuất hiện, ngay lập tức không khí xung quanh trở nên đặc quánh, áp lực mạnh mẽ bao phủ mỗi tấc không gian nơi đây, hơn 10 bóng người đều mặc trường bào, đội mũ che kín mặt, tất cả bao vây xung quanh, điểm trung tâm chính là Tiêu Viêm và Cơ Dạ. Cơ Dạ, tình hình là sao? Lúc này, một trong số những bóng người lên tiếng hỏi, giọng nói trầm, rõ ràng đã được cố ý chỉnh sửa, dường như rất sợ bị lộ thân phận. Các vị, người mà chúng ta chờ đợi có lẽ đã xuất hiện. Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm cầm trên tay chiếc lệnh bài cổ xưa, một số bóng người rõ ràng run rẩy. Sau đó tất cả ánh mắt đều tập trung vào chiếc lệnh bài trong tay Tiêu Viêm. Một giọng nói khàn khàn mang theo sự kinh ngạc chậm rãi vang lên. Tử linh bài. Tiêu Viêm từ từ quay người nhìn về phía hơn 10 bóng người, nhưng ánh mắt từ bên dưới áo choàng phát ra lại không hề thân thiện, ngược lại toát ra một sự ác liệt. Loại sát khí này khiến Tiêu Viêm nhíu mày. Hoa Bỉ Ngạn đã sớm chỉ còn cái vỏ, bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên có thực lực đấu tiên, còn muốn thống lĩnh chúng ta sao? Từ trong đám bóng người truyền ra một giọng nói trầm thấp, rõ ràng không xem trọng Tiêu Viêm, thậm chí trong giọng điệu còn mang theo sự châm biếm. Đúng vậy, thời gian đã lâu đến mức ta cũng không nhớ rõ nữa. Từng có một nữ vương sáng lập Hoa Bỉ Ngạn, nhận lệnh bài mà không nhận người, vậy chẳng phải chỉ cần tử linh bài xuất hiện, thì mèo chó gì cũng có thể trở thành thủ lĩnh của chúng ta hay sao? Một bóng người lên tiếng, lời nói cay nghiệt dường như đối với họ, một người có thực lực đấu tiên quả thực chẳng khác gì một con kiến hôi, giống như hoàng đế đột nhiên phải thừa nhận một tên lính quèn làm thủ lĩnh, việc này khiến mọi người khó lòng chấp nhận sự thật này. Khi xưa, nữ vương cũng không hề nói, cho chúng ta biết sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa gì, nhiệm vụ là gì, chỉ bảo chúng ta chờ đợi, ha ha ha. Không ngờ rằng điều chúng ta chờ đợi lại là một thằng nhãi con có thực lực đấu tiên, đúng là làm trò cười. Những tiếng nói khinh thường không ngừng vang lên, Tiêu Viêm nghe thấy chỉ có thể cười khổ đầy lúng túng, nhếch môi nói với Cơ Dạ một cách bất lực, họ có vẻ không mấy chào đón ta, không còn cách nào khác. Ngươi có lẽ chưa hiểu rõ thân phận của những bóng người đứng trước mặt ngươi là gì. Trong đấu thần liên minh, chỉ cần họ lên tiếng, thiên hạ sẽ hưởng ứng. Địa vị của họ không phải là điều ngươi có thể tưởng tượng được, quan trọng nhất là ngươi chưa đạt đến cấp độ đấu thần. Không chỉ họ, ngay cả ta cũng khó mà tin phục ngươi. Tiêu Viêm chỉ có thể thở dài, trong lòng thầm mắng Tôn Thượng không hề huấn luyện một lực lượng sẵn sàng phục tùng hắn, lực lượng này rất mạnh, nhưng lại không một ai chịu nghe theo hắn. Cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn, dù đối mặt với những lời nói khinh miệt và thiếu tôn trọng, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói lời nào, chỉ đứng yên lặng ở đó, nhìn những bóng người trước mặt đầy khinh thường. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người dường như từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì, người đó bước lên một bước, ngay lập tức tất cả những bóng người xung quanh đều im lặng.
Người đó tiến lên phía trước, rồi quỳ một gối xuống, chắp tay cúi chào Tiêu Viêm nói, Mạt tướng từng là một quỷ tướng dưới trướng của nữ vương điện hạ, bảo vệ minh giới. Trước khi rời đi, nữ vương điện hạ đã ra lệnh cho Mạt tướng ở lại đây, nhận lệnh bài mà không nhận người. Từ nay trở đi ngươi chính là chủ công của ta Hàn Tham. Xin chư vị đừng nói lung tung nữa, nếu không đừng trách Hàn Tham không nể mặt. Nói xong, bóng người đó liền vén mũ trùm lên, để lộ một gương mặt trắng bệch nhưng sắc nét, toát ra khí thế mạnh mẽ. Lời của Hàn Tham vừa dứt, không còn ai dám lên tiếng. Tiêu Viêm nhìn thấy liền hơi nheo mắt, không ngờ rằng vẫn có người đứng ra về phe hắn. Tiêu Viêm bước nhanh lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ Hàn Tham đứng dậy. Hàn Tham vẻ mặt cung kính, không hề dùng thực lực của Tiêu Viêm để phán xét thân phận và địa vị của hắn. Hàn Tham rất biết lễ nghĩa, ngay khi Tiêu Viêm đỡ hắn đứng dậy, hắn liền chắp tay cúi chào, đa tạ chủ công. Nói xong, hắn đứng thẳng ở phía sau Tiêu Viêm, trong khi vẫn còn mười mấy bóng người chưa có hành động gì. Các ngươi nên tự nhận thức rõ thân phận của mình. Có lẽ các ngươi không biết tại sao mình lại ở đây, ý nghĩa và mục đích là gì, nhưng hãy nhớ kỹ hình thêu trên người mình. Có lẽ đây sẽ là thứ duy nhất giúp các ngươi giữ mạng sau này, dù đang đối mặt với một nhóm cường giả mạnh hơn mình rất nhiều lần. Nhưng trong lời nói của Tiêu Viêm không hề có một chút yếu đuối hay sợ hãi, ngược lại còn toát ra khí thế và uy nghiêm của một người lãnh đạo. Đây không phải là giả vờ, mà là khí chất thực sự của Tiêu Viêm. Chắc hẳn các ngươi hiểu rõ từ linh bài trong tay ta là gì. Ta nghĩ, nếu nó muốn lấy mạng các ngươi, e rằng các ngươi sẽ không thể sống sót. Tiêu Viêm nheo mắt, lời nói chứa đầy sự đe dọa. Tiêu Viêm cần phải lập uy, nếu không có chút đe dọa, làm sao đám người này có thể cam tâm tình nguyện phục tùng. Một tên nhóc, đừng tưởng rằng ngươi có tử linh bài là có thể làm mưa làm gió. Hy vọng ngươi rõ một điều, tất cả chúng ta ở đây, nếu muốn ngươi sẽ không có cơ hội nào để sử dụng tử linh bài. Nếu ngươi không tin có thể thử. Một bóng người trầm giọng nói, rõ ràng không sợ lời đe dọa của Tiêu Viêm, thậm chí còn quay ngược lại đe dọa hắn. Ta không phủ nhận các ngươi rất mạnh, hiện tại ta cũng thực sự không đủ sức khiến các ngươi phục tùng. Tử linh bài ta sẽ không dùng, vì các ngươi đã quên đi thân phận của mình nên cứ đi đi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta sẽ không động đến tử linh bài. Thậm chí nếu các ngươi ai muốn, ta có thể tặng nó cho các ngươi. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia sáng, khuôn mặt không hề lộ ra chút sợ hãi. Tiêu Viêm cũng nhìn thấu tâm lý của họ, liền giơ tay lên, thực sự ném tử linh bài về phía mười mấy bóng người. Hàn Tham đứng sau Tiêu Viêm liền cảm thấy căng thẳng. Chủ công, không được. Hàn Tham định lên tiếng ngăn Tiêu Viêm, thậm chí còn định lao lên lấy lại tử linh bài, nhưng lúc này Tiêu Viêm giơ một cánh tay ra ngăn Hàn Tham lại. Tử linh bài lơ lửng giữa không trung trước mặt mười mấy bóng người, ngay lập tức tất cả đều trở nên bất an, ai cũng muốn ra tay nhưng lại cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Một lúc lâu sau, không ai dám tiến lên lấy tử linh bài. Tiêu Viêm liền cười lạnh nói, sao vậy, mới vừa rồi giọng điệu kiêu ngạo đều nhét vào đằng sau hết rồi à? Không phải các ngươi đều muốn nó sao? Tử linh bài ngay trước mặt các ngươi, thịt đã đến miệng rồi mà không ai dám ăn à? Lời nói của Tiêu Viêm lúc này mang theo sự chế giễu, khiến tất cả các bóng người trầm ngâm suy nghĩ. Khi lời Tiêu Viêm vừa dứt, một bóng người liền giơ tay ra chộp lấy tử linh bài. Mọi ánh mắt đều dồn về phía bóng người đó, trong lòng ai cũng không khỏi chấn động, bởi vì ai cầm được tử linh bài, người đó sẽ nắm quyền chỉ huy Hoa Bỉ Ngạn. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt tự tin của Tiêu Viêm, những người xung quanh đều là những kẻ tinh danh lão luyện, nên đều cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không ổn. Vì vậy, không ai dám ra tay trong một thời gian ngắn. Nhưng khi có người định lấy tử linh bài, những bóng người khác bắt đầu trở nên hoảng loạn, mọi người đều dục dịch muốn hành động, nhưng cuối cùng vẫn không có ai ra tay ngăn cản. Họ chỉ thấy bóng người kia đã gần như chạm tay vào tử linh bài. Bùm, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, ngay khi bóng người đó vừa chạm vào tử linh bài, một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức bùng phát từ tử linh bài, ngay tức khắc một đợt sóng xung kích dữ dội lan ra, mọi bóng người đều bị đánh lùi lại, ai nấy đều phun ra một ngụm máu tươi, bao gồm cả Hàn Tham và Cơ Dạ bên cạnh Tiêu Viêm, tất cả đều bị làn sóng xung kích quét qua, tuy nhiên tử linh bài vẫn lơ lửng giữa không trung, hơn 10 bóng người đều bị ảnh hưởng, ai nấy đều bị thương ở mức độ khác nhau, mặc dù những người này không có ai là đấu tiên, tất cả đều là đấu thần, nhưng luồng sức mạnh đó vẫn khiến cả nhóm đấu thần đều bị thương. Duy chỉ có Tiêu Viêm, sóng xung kích chỉ làm áo của hắn phấp phới và tóc hơi rối mà thôi, trong khi tất cả mọi người đều bị thương, việc Tiêu Viêm vẫn bình an vô sự khiến mọi ánh mắt đều tràn đầy sự kinh ngạc. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, cũng không ngạc nhiên với kết quả này, bởi vì Cơ Dạ trước đó không dám chạm vào, điều này cho thấy tử linh bài này rõ ràng ngoài hắn ra, không ai có thể chạm vào, đặc biệt là Hòa Bỉ Ngạn càng không được phép chạm vào, vì việc chạm vào đồng nghĩa với sự phản bội. Sau khi dư âm tan đi, mọi người dần ổn định thân hình, ánh mắt từ dưới lớp áo choàng cũng trở nên thận trọng hơn nhiều, nhìn vào Tiêu Viêm thần sắc của họ cũng dần thay đổi. Lúc này, Tiêu Viêm chậm rãi bước lên, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn một lần nữa cầm lấy tử linh bài đang lơ lửng trên không trung. Bóng người vừa rồi chạm vào tử linh bài bị thương nặng nhất, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tiêu Viêm đứng yên, mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn. Sau biến cố vừa rồi, bầu không khí trên đỉnh Phun Nguyên Hỏa Sơn thứ 9 trở nên ngột ngạt, còn ai muốn thử nữa không? Tiêu Viêm quét mắt nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng. Mười mấy người đều không dám lên tiếng, bởi vì luồng sóng xung kích vừa rồi đã đủ để chấn động linh hồn của tất cả mọi người, ai nấy đều cảm nhận được mối đe dọa từ tử linh bài. Sau đó từng bóng người tiến lên một bước, cúi mình chắp tay trước Tiêu Viêm, các ngươi hãy đi đi, ta sẽ không ép buộc các ngươi, khi nào các ngươi hiểu rõ thân phận của mình, hãy quay lại tìm ta. Tiêu Viêm phất tay áo, trong lời nói mang theo sự giận dữ, có lẽ nhiều người đã quên mất ý nghĩa của đấu thần liên minh, các ngươi có thể có được địa vị trong đấu thần liên minh,
Nhưng chính những địa vị đó đã khiến các ngươi lạc lối, trở nên toan tính và thiển cận, quên đi chính mình. Tiêu Viêm với ánh mắt uy nghiêm quét nhìn mười mấy bóng người, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết ý nghĩa của sự tồn tại của Hoa Bỉ Ngạn. Nghe đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Viêm, bởi vì họ thực sự không biết. Rất đơn giản, sự tồn tại của các ngươi là để giúp ta, nhưng ta nói thẳng, hiện tại ta không cần nữa. Từ nay về sau, Hoa Bỉ Ngạn sẽ giải tán, ta thề sẽ không bao giờ sử dụng Tử Linh Bài. Ta sẽ phong ấn nó ở đây, không ai có thể chạm vào. Từ hôm nay, các ngươi vẫn sẽ là những đại nhân quyền cao chức trọng trong Đấu Thần Liên Minh, nhưng ta khuyên các ngươi đừng quên thân phận của mình trong Hoa Bỉ Ngạn, vì đây có thể là thứ duy nhất giúp các ngươi giữ mạng sau này. Và dù hiện tại ta chỉ có thực lực đấu tiên, nhưng ta tin rằng không bao lâu nữa, ta sẽ ngang hàng với các ngươi, thậm chí còn vượt qua các ngươi. Lời của Tiêu Viêm vang vọng, chấn động mọi người. Những người này đã ở Đấu Thần Liên Minh quá lâu, phong cách hành sự của họ đã bị lệch lạc, vì vậy Tiêu Viêm cũng không còn nghĩ đến việc sử dụng lực lượng Hoa Bỉ Ngạn này nữa. Khi những lời của Tiêu Viêm vang lên, tất cả mười mấy bóng người đều rơi vào im lặng trong chốc lát. Nhưng ta thật sự thấy tiếc nuối, người đàn ông năm xưa đã đối xử với các ngươi như thế nào, còn các ngươi lại báo đáp hắn thế này sao? Tiêu Viêm đột nhiên quát lớn, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Bùm bùm bùm, ngay khi lời Tiêu Viêm vừa dứt, âm thanh quỳ lại vang lên liên tục. Chỉ thấy mười mấy người kiêu ngạo lúc trước giờ đây đều quỳ gối xuống, cúi đầu trước Tiêu Viêm. Chủ công, những bóng người lần lượt lên tiếng. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều nhớ lại rằng họ từng là thuộc hạ của Tôn Thượng và Minh Vương. Họ đã thề nguyện rằng mạng sống của họ thuộc về Tôn Thượng và Minh Vương. Tiêu Viêm nhìn những bóng người đang quỳ lạy trước mặt, chỉ biết thở dài một hơi nói, quả nhiên, gần mực thì đen, ở lâu trong cái nơi quái quỷ này, không làm người xấu cũng trở thành người xấu, hôm nay mọi người hãy giải tán đi, tránh để người khác nghi ngờ, ta không cần các ngươi tâng bốc nịnh nọt, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tiêu Viêm phất tay, mọi người cũng hiểu ý, quả thật lần này tất cả đều ra mặt, động tĩnh không hề nhỏ, tin tức lan ra cũng không phải chuyện tốt, nếu chủ công có lệnh gì xin hãy triệu tập, lần này không ai còn dám phản kháng Tiêu Viêm nữa. Nhưng Tiêu Viêm biết rằng nếu không có Tử Linh Bài tạo ra đủ sự uy hiếp, những người này chắc chắn sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy. Rõ ràng luồng sóng xung kích lúc trước đã đập tan sự kiêu ngạo của họ, khiến họ hiểu rõ uy lực của Tử Linh Bài, thứ không phải chỉ để dọa. Sau đó, mười mấy bóng người đều rời đi, cuối cùng trên đỉnh núi chỉ còn lại Hàn Tham và Cơ Dạ. Tại sao Đấu Thần Liên Minh mà Tôn Thượng từng sáng lập lại trở thành như ngày hôm nay, tranh quyền đoạt lợi, khinh thường sinh linh, toàn thân những kẻ này đều mang mùi vị này, thật đáng ghê tởm. Tiêu Viêm tức giận nói, mục đích của Tôn Thượng khi sáng lập Đấu Thần Liên Minh là để quản lý Tam Thiên Giới không tốt hơn, cân bằng tài nguyên, nhưng từ khi Tôn Thượng ngã xuống, Đấu Thần Liên Minh đã xảy ra biến cố lớn trong nội bộ, và trở thành như bây giờ cũng là điều tất yếu. Làm gì có cái gì gọi là tất yếu, chỉ là vài kẻ thối nát mà thôi. Bây giờ ta đã đến đây thì Đấu Thần Liên Minh chuẩn bị đổi thay đi. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo, Hàn Tham và Cơ Dạ đều có thực lực cao hơn Tiêu Viêm, nhưng khi đứng cạnh nhau, nếu không xét về sức mạnh, khí thế của Tiêu Viêm hoàn toàn áp đảo Cơ Dạ và Hàn Tham. Tuy nhiên vì muốn đóng giả vai Tiêu Phong, Tiêu Viêm thường giấu đi khí thế này dưới vỏ bọc bình thường của mình. Chỉ đến lúc này Tiêu Viêm mới bộc phát khí thế thật sự của mình, khiến ánh mắt Cơ Dạ cũng khẽ thay đổi. Lúc này nàng cũng không thể đoán định được người đàn ông trước mặt, nhưng từ ánh mắt hắn, Cơ Dạ cảm nhận được một khí thế phi thường. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.